Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, cách đây khoảng một tuần, tất cả tăng ni ở trong nước rất là đau buồn khi hay tin một vị hòa thượng có rất nhiều đóng góp cho Phật giáo trong vòng 40 năm qua tại Việt Nam. Đó là Đại lão Hòa thượng Thích Tổng Minh. Hòa thượng Thích Tổng Minh đã từng làm giám đốc của hãng xì dầu. Để gì? Để lấy cái ngân quỹ đó lo cho thế hệ du học đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam. Trong số đó có quý hòa thượng Thích Minh Châu, Thích Thiện Châu, Thích Quyền Di và các hòa thượng như là Phước Huệ, Thiền Định v.v. Cái nền tảng của Phật giáo chấn hưng ở trong nước Việt Nam trong vòng mấy mươi năm có nhiều sự đóng góp của rất nhiều quý hòa thượng, và hòa thượng Tổng Minh là một trong những người đóng góp rất là tích cực. Đó là hy sinh cả cái thời gian công sức của mình để phát triển cái hãng nước tương chai và lấy đó làm ngân sách hoạt động cho giáo hội. Hòa thượng mất đi thì hòa thượng dĩ nhiên là không có nao núng gì, nhưng mà hàng tăng ni Phật tử có lẽ rất là buồn. Trước khi hòa thượng mất thì hòa thượng ngồi nằm trong một tư thế rất là thản nhiên, đó là mặt hướng về phía mặt trời trong tư thế sư tử nằm, tức là nằm nghiêng về phía bên phải giống như Đức Phật Thích Ca. Hòa thượng Tổng Minh mặc dầu là bắt tông nhưng mà lại mặc cái chiếc y của khắc sĩ, cho nên cái hình dáng của hòa thượng là chúng ta nhớ đến truyền thống của Đức Phật ngày xưa chết một cách rất là an tường, nhẹ nhàng, thư thái lắm. Thông thường thì những người bị bệnh ung thư có thể dẫn đến những cái tai biến mà não của mình nó hoạt động không còn được bình thường, hôn mê. Nhưng mà với cái sức thiền định, hòa thượng đã ra đi rất là nhẹ nhàng. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta có thể lấy đó là một bài học cho bản thân của mình. Cách đây khoảng một tháng thì có một vị hòa thượng cũng ra đi, đó là hòa thượng Thích Quy Ngôn, mà chúng tôi đã được cơ duyên học trực tiếp với hòa thượng mười mấy năm, học mang tính cách là gia giáo trong một giai đoạn mà vấn đề học Phật không được thuận lợi do biến cố của lịch sử v.v. Hòa thượng ra đi vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, tức là một ngày nữa là đến Phật đản. Và cái sự ra đi đó cũng rất là nhẹ nhàng. Khi cơn bệnh tim tái phát, các bác sĩ Phật tử ở bệnh viện Chợ Rẫy đến và thỉnh hòa thượng vào trong bệnh viện để nằm nghỉ. Hòa thượng nói là tôi biết rằng là tôi sẽ ra đi trong một thời gian rất là ngắn, cho nên cảm ơn hết tất cả tấm lòng của quý vị, và cứ để tôi ở chùa để lo cái một Phật đản. Thì sau đó vài tiếng thì hòa thượng ra đi, và ra đi cũng rất là nhẹ nhàng. Như vậy là thông thường khi mà chúng ta có một quá trình tu tập đúng phương pháp thì vấn đề sống và chết nó không còn là một cái cản lực nữa. Dĩ nhiên nó có thể tạo một cái cú sốc về vật lý, trong đó thể hiện qua những nỗi khổ niềm đau, tạo ra cái khổ thọ của thân. Nhưng mà do cái chất lượng tu hành làm cho các hành giả Phật giáo có thể chiến thắng được nỗi khổ niềm đau đó bằng con đường của thiền quán, hay là con đường của niệm Phật, hoặc là con đường của trì chú. Nói chung là tất cả các pháp môn trong nhà Phật đó đều có khả năng bảo hộ cái dòng chảy cảm xúc an lạc, thảnh thơi của hành giả rất là nhiều. Do đó đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một vấn đề rất là bức xúc đối với đời sống của chúng sinh, đó là đối diện với cái chết. Hồi trưa hôm nay thì cô Trúc Hảo có đề nghị chúng tôi phân tích và chia sẻ với quý vị về đề tài hoặc là nghiệp chung, hoặc là nghiệp riêng, hoặc là những sự chuẩn bị cần thiết cho người bệnh. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái sự chuẩn bị cho người bệnh á, nếu như mà mình không hiểu được cái tiến trình của cái chết thì người bệnh đó vẫn chưa đủ được cái định lực căn bản để vượt qua nó.
cho nên trình bày trước về cái chết để chúng ta thấy là tại sao con người bị khủng hoảng, sợ hãi, bất an là bởi vì cái bệnh đó dẫn đến cái chết. Chính vì thế mà hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một số quan điểm Đức Phật đã dạy trong kinh điển để chúng ta có thể tham khảo và lấy đó làm hành trang cho con đường tu học của mình. Ở trong dân gian Việt Nam có kể một câu chuyện Tiếu Tiếu nói về cái nỗi sợ chết của Diêm Vương. Nghe là chúng ta thấy mắc cười rồi không? Diêm Vương bị bệnh hấp hối, ông hoảng hốt lắm. Đối diện trước cái chết, ông ta không muốn chấp nhận rằng mình đã già và đã chết rồi. Và nhất là nhìn thấy cái ngôi vị Diêm Vương của mình sẽ bị người khác thay thế, nỗi khổ đau dần sẽ lớn lắm. Ông ta mới triệu tập hết tất cả các quan thần lại và nói như thế này: nếu như ai đó trong các vị có thể rước một ông thầy đông y cũng được, tây cũng được, thật là giỏi, mà về chữa trị cho ta lành đó, thì ta sẽ phong cho cái chức quan trọng nhất, tức là sao ta thôi. Tất cả các ông quan đều xung phong đi lên hết, thậm chí các tù nhân ở dưới ngục cũng muốn là đi đó để chuộc tội. Diêm Vương nói thôi bây giờ ta sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi người cứ lên trên đó mà tìm thấy dược sĩ, bác sĩ nào giỏi cứ mời thỉnh xuống trị bệnh cho ta. Thì họ mới đi, và đi rất là nhiều, nhưng mà trở về báo với ông là không tìm được một bác sĩ nào giỏi trên dương thế trên đó. Diêm Vương buồn lắm, suy đi nghĩ lại, ông mới nói là bây giờ nó có một cái mẹ Phật, quý vị có thể tìm ra manh mối được của người giỏi. Tức là tới cái chỗ nào mà có phòng mạch, và nhất là những bệnh viện lớn đó, mà thấy không có quan hồn đang kêu khóc đòi mạng mà, thì biết rằng là bác sĩ ở đây giỏi lắm, thỉnh ông đó về là chắc ăn, chứ bằng không ta có thể trở thành quan hồn lũ lắm đó. Họ nghe theo cái lời đó như là tìm được một bí kíp của võ công. Tới đi hết cả năm châu bốn biển đều không thấy chỗ nào không có quan hồn á, họ hoảng hốt quá. Về tôi với Diêm Vương, Diêm Vương nói thì bây giờ nếu như có quan hồn thì chọn cho ít á, thì như vậy là bác sĩ ở chỗ đó vẫn giỏi hơn những chỗ khác thì ta vẫn còn hy vọng. Thì họ đi đến một nơi mà họ nhìn chỉ có hai quan hồn thôi à, đang khóc lóc kêu la tùm lum hết trơn á, cho nên bắt buộc là bắt cóc gọi là bác sĩ phòng mạch đó phải giao xuống cho Diêm Vương. Hai bác sĩ này được nạp mạng trước mặt Diêm Vương thì họ rất là sợ, bởi vì họ mới ra nghề thôi. Diêm Vương nói là ta xin chúc mừng nhà ngươi về cái tuổi trẻ của hai nhà ngươi như thế này mà các vị đã có một thành tích rất là lớn, đó là mang lại cái sống và hạnh phúc cho rất là nhiều người, cho nên ta cho cơ hội nhà ngươi chữa trị bệnh cho ta, và nếu như ta được lành bệnh mà không có bị chết á, thì từ đây về sau đó là dòng họ nhà ngươi sẽ được trường sanh bất tử, ta sẽ ban tặng cho một cái ân huệ lớn đó. Cầu ngài, bạch ngài, xin ngài tha tội cho chúng con đâu phải là những đại y đâu, mà chúng con bị bắt cóc về đây chúng con sợ lắm, nếu mà con mà bị chết ngày hôm nay đó thì cha mẹ con sẽ không có ai chăm sóc nè, con mới vừa đám cưới ngày hôm qua và vợ con không biết là ai sẽ lo, cho nên ngài muốn con bồi thường cái gì cũng được, nhưng mà đừng có bắt con phải chết. Nhưng người nói sao, ở trước cái chỗ người làm chỉ có hai quan hồn, nếu nhà người không phải là người giỏi thì là gì? Diêm Vương hơi hồ nghi, nói vậy là nhà người khai trương hồi nào? Và nói mới khai trương cách đây có tiếng hồ. Mới một tiếng mà chết tại quan hồn. Chúng ta cứ tưởng rằng là tất cả con người trên dương thế sợ chết, còn những người được quan niệm như là nắm cái phần hồn, quản lý một cái đời sống dưới âm phủ sau khi chết là những người không sợ chết. Trên thực tế những người đó sợ chết hơn ai tất cả. Dĩ nhiên là trong nhà Phật không bao giờ chấp nhận có một vị Diêm Vương quản lý cái cõi âm phủ, cái chuyện đó không có. Nhưng mà dân gian Việt Nam đó đưa ra một cái góc độ nhằm phê phán cái mà người ta cho rằng là vua của cái chết hay là cõi chết đó, cũng chính là những người sợ chết nhiều nhất. Câu chuyện đó cho thấy rằng là cái nỗi sợ chết đó,
nó như là một cái ám ảnh rất là lớn đối với những ai đã từng có cái sống. Và do vậy nhà Phật khẳng định là khi mà con người có sự sống thì ngay sự sống đó đã có cái mầm của cái chết rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta lại không muốn chấp nhận cái chết, ngoài trừ chúng ta được huấn luyện, tuệ giác được mở mang và mình sống một cách rất là ung dung, sống một cách có ý nghĩa. Chính vì đó đó mà chúng ta cảm thấy rằng mình thảnh thơi và không lệ thuộc vào cái thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời này, mà chúng ta đặt vào cái hệ giá trị đó là chúng ta có mặt như thế nào để mang lại hạnh phúc, an vui cho bản thân mình và cho những người sống chung, làm việc chung, đối tác chung với mình. Câu nói của Diêm Vương là một câu nói rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Đó là nếu như nhà ngươi có thể chữa lành cái bệnh tập tử nhất sanh của ta, ta sẽ ban cho một căn huệ trường sanh bất tử cho gia đình của nhà ngươi. Bản thân của ông không thể cứu cho ông được trường sinh, làm sao ông có thể ban cho cái trường sinh bất tử cho những người khác? Đó cũng là một trong những vấn nạn lớn của rất nhiều người. Thành Cát Tư Hãn được mệnh danh là một cái ông rất là giỏi về chiến thuật và chiến lược, bách chiến và bách thắng. Sau khi đánh thắng rất nhiều nơi, cái tham vọng bá quyền của ông đã được thành tựu. Nhưng mà cái tham vọng lớn nhất của ông đó, ông đang cả một khối khổ đau và chết xuống âm phủ vẫn còn ôm cái khổ đau đó. Đó là ông muốn trường sinh bất tử. Lúc đó ông đã cho mời gọi hết tất cả những vị đạo sư tâm linh của đạo lão nổi tiếng nhất ở gọi là Trung Quốc lúc bây giờ về để giúp cho ông đạt được cái ước nguyện đó. Thì người ta đã mời được Khu Sử Cơ, là một cái nhà đạo sĩ lỗi lạc, có thể chỉ thua Trương Tam Phong đó, còn những người đương thời lúc bấy giờ không ai có thể bằng được. Và khi đạo sĩ này về đó thì dạy cho ông cái nghệ thuật đó là làm cho tâm được lắng yên, sống hài hòa giữa quy luật âm và dương, thể thao luyện khí dưỡng tinh và nuôi dưỡng thần. Tinh khí và thần là ba mấu chốt quan trọng để cho người có thể có tuổi thọ và đi ngược lại cái quy luật tất yếu của vũ trụ về phương diện vật lý, có nghĩa là mình có thể kéo dài tuổi thọ mình theo một cách thức mà người thông thường không thể đạt được. Nghệ thuật trường sinh bất tử đó tưởng chừng như rất là hay, nhưng trên thực tế đó thì Trương Tham Phong cũng sống không quá 104 tuổi thôi, còn Khu Sử Cơ lại sống còn ít hơn nữa. Do đó là các học thuyết trường sinh bất tử đó trên căn bản đã có những lỗ hổng rất là lớn. Đó là muốn mình có thể có mặt trên cuộc đời này thật là lâu. Nhưng mà nếu chúng ta là một câu hỏi là chúng ta có mặt để làm gì, cái thời gian lâu dài đó có lợi lạc gì cho bản thân chúng ta, hay là có nhiều người khi đối diện với cái tuổi thật là già đó thì nỗi khổ đau dần sẽ ghê gớm lắm. Dần sẽ nhất là cái cảm giác vô vị, rằng là mình sẽ sống một cách rất là cô đơn, hẩm hiu, không có người chăm sóc, không có người giúp đỡ, con cháu có thể là không hiếu thảo với mình, và nhất là khi mà thân thể của mình bị một quy luật thứ hai, đó là bệnh tật chi phối. Như vậy là liệu cái sự trường sinh bất tử đó có mang lại cho mình những giá trị an lạc thật sự hay không? Hay là nó chỉ là một cái mơ ước, mà khi con người đã đạt được nhiều cái mơ ước, chẳng hạn như là có được phương tiện để sống vật chất quá sung túc, rồi mình lại muốn duy trì cái sung túc đó thật là lâu, thật là bền, để chi? Để cái con đường của sự hưởng thụ đó có thể nuôi nấng mình trong vòng mấy mươi năm của cuộc đời. Và do đó chúng ta có thể mệnh danh rằng mình là người được hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này. Như vậy là bản chất của trường sinh bất tử đó là nhằm nuôi một cái hy vọng, là mở mang cái lòng tham của sự hưởng thụ thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó của sự an lạc. Mà rất nhiều người của Trung Hoa đã bị sai lầm, họ cứ tưởng là được trường sinh bất tử thì họ trở thành tiên, trở thành thánh, trở thành những bậc mà được đưa vào trong sách sử muôn đời. Do đó mà nhiều người đã nỗ lực, và sự nỗ lực đó đã để lại nỗi khổ niềm đau, chứ không đạt được cái giá trị gì hết. Bởi vì chính những người đã tạo ra học thuyết đó
đã không đạt được cái mà mình đã lập ra, thì huống hồ những người khác, những người học theo, nhiều khi là một mà mình có thể là chỉ có biết mùa gọi là 0.1, tức là 1/10 thôi, thì làm sao có thể đạt được những giá trị này trong cuộc sống. Nhà Phật có một cái quan niệm thiết thực hơn, đó là đánh giá giá trị con người ở trên nền tảng của đời sống đạo đức và tuệ giác. Vì đạo đức là một trong những cửa ngõ làm cho con người khắc phục được, chiến thắng được nỗi sợ hãi lớn lắm. Khi mình sống có lương tâm, sống phù hợp với luật pháp, sống có nhân từ, có vị tha, có cao cả, thì rõ ràng mình sống bằng tất cả sự hùng dũng có được, mà kinh điển nhà Phật thường gọi là trạng thái vô ý, tức là không sợ hãi. Ai có tật mới rụt rịch, phải không? Nếu mà mình có một cái tì vết nào đó về đạo đức thì mình mới sợ hơn người khác phê bình mình trước mặt quần chúng, mình mới sợ bị cầm tù, truy tố, hoặc là người ta ám sát, trả thù, trả đũa. Còn nếu như tất cả những tì vết đó không có, thì chắc chắn rằng nỗi sợ hãi đó sẽ được khống chế một cách rất là dễ dàng. Và để có được một đời sống đạo đức, đạt được những giá trị vừa nêu, Chư Phật nói không có gì quan trọng bằng và nền tảng cho bằng, đó là chúng ta làm thế nào để có được một đời sống tuệ giác, tức là để cho tri thức, mà tri thức của sự tu tập đó, chứ mà tri thức của cái chủ kinh nghiệm hướng dẫn, thì chắc chắn rằng là đời sống của chúng ta là một sự toàn hảo đẹp lắm. Đó là lý do tại sao mà trong kinh điển nhà Phật không chú trọng đến tuổi thọ. Mình sống thọ hay là sống yểu, đó là nhân duyên, chứ không quan trọng nó. Chính vì thế mà Đức Phật Thế Tôn chỉ sống có 80 tuổi thôi, mà so với rất nhiều người được đưa vào kỷ lục quốc tế đó về tuổi thọ đó, có người đến 120 mấy, có người hiện tại kỷ lục hiện tại thì có 116 là hết thôi. Mà tương truyền thì ngài A Nan đó là sống đến 120 tuổi lận, tức là học trò của ngài còn sống hơn ngài đến 40 năm, hơn 40 năm lận. Dĩ nhiên là ngài A Nan mà sống thọ rất là cần thiết, bởi vì ngài là cái kho tàng của những bộ từ điển Bách Khoa về Phật pháp, về các pháp môn, về các con đường, về sự hành trì. Mà nếu thiếu ngài thì rõ ràng là biết bao nhiêu là thế hệ tăng ni Phật tử bị không được sự lễ của sự hành trì. Cho nên có lẽ là từ góc độ đó mà ngài đã dấn thân phát nguyện, đó là làm thế nào để sống thật là thọ, để chi ai có cần chánh pháp đó, tới ngài, ngài trung tuyên là hết một cách rất là rành mạch, chi tiết, đầu đuôi rõ ràng, để người khác có thể đi vào con đường hành trì một cách có kết quả. Còn nếu như chúng ta không có nguyện vọng đó đó, thì mình cũng không cần sống già mà trên 100 tuổi, bởi vì lúc đó đó các cái cơ quan gọi là nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, nó đã mỏi mòn rồi, rồi chậm luôn. Đó là chưa nói đến tình trạng nó bị hư nữa. Lúc đó là gần như là chúng ta phục dịch cho nó, chứ nó không phục dịch cho mình nữa. Thì vậy là sự sống thọ trong những tình huống mà sức khỏe không cho phép đó, thì rõ ràng chỉ mang lại rất nhiều cái cảm giác mà Đức Phật thường gọi là cảm giác khổ thọ, có thể làm cho con người thối thắt tâm bồ đề, chán nản, thất vọng, bế tắc, vân vân và vân vân. Trước khi đi phân tích vào cái phần tâm lý học nhà Phật dạy về cách thức đối diện với nỗi sợ hãi của cái chết đó, chúng ta cần biết qua về học thuyết của Đức Phật, quan niệm về nguyên nhân của cái chết như thế nào. Ở trong kinh điển Đức Phật đưa ra có tất cả là 4 tình huống mà mạng sống của con người không thể nào được kéo dài. Và dựa vào học thuyết đó, chúng ta không thể nói một cách rất là đơn giản rằng ai sống thọ là người đó có phước. Mà phước hay không đó, nó thuộc vào cái cách mà chúng ta có mặt trong cuộc đời, với những hạnh nguyện, với sự phục vụ, với sự dấn thân, với cách sinh sống. Nguyên nhân thứ nhất ngài đưa ra đó là mạng sống con người đã được viên mãn, mà sự viên mãn đó nó là một khái niệm không đặt ở trên chiều kích thời gian, ví dụ như là 100 năm, 120 năm hay là 80 năm. Thọ mạng của con người lại thuộc rất nhiều vào những hoạt động của nghiệp liên hệ đến tuổi thọ mà người đó có. Có nhiều người cứ mong rằng là mình sống đến 50 tuổi là qua đời thôi. Để gì? Để tái sanh trong đời sau, rồi 20 năm sau đó mình lại có một cái năng lực tiếp thu được cái nguồn gia tài tâm linh
là gia tài công đức mà mình đã gieo trồng kiếp trước đó. Như vậy là với cái sức trẻ đó mình có thể làm được nhiều việc hơn. Cho nên về sau thì cái tuổi đó tuổi về hưu rồi, thường ngoài đời đó tuổi về hưu là 60 đến 65, còn trong nhà chùa thì thường 70 tuổi 80 tuổi, các vị cao tăng, các vị tôn túc vẫn còn làm việc Phật sự, bởi vì tâm trí của các ngài không bị mờ ám bởi các căn á, do đó vẫn còn có thể làm được Phật sự rất hiệu quả. Và đôi lúc đó, cái chiều kích tâm linh đó của người tu đó, được sự hỗ trợ rất nhiều của quá trình và thời gian tu tập. Cho nên càng lớn tuổi đó, thì kinh nghiệm tu tập càng lớn, càng đẹp, càng sâu. Do đó sự hướng dẫn hành trì có kết quả rất là tốt. Nhưng có nhiều người lại phát nguyện là khoảng 50 tuổi, 60 tuổi là qua đời thôi. Nếu chúng ta để ý đến lịch sử của 13 đời Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta biết là chưa có vị nào đã sống qua 70 tuổi. Có nhiều vị chỉ có 4 mấy tuổi đã qua đời thôi. Do đó chúng ta không thể dựa vào những cái yếu tố về tuổi tác như vậy để nói rằng là vị này là có phước hay là không có phước, hoàn toàn không có. Mà là cái mạng sống đó, nó đã đến cái chu kỳ mà có thể là phù hợp với hạnh nguyện của vị đó, nên vị đó ra đi thôi để làm một cái công việc Phật sự ở một nơi khác đang có những nhu cầu. Và nếu thiếu sự có mặt của họ đó thì nhu cầu đó sẽ khó có thể được đáp ứng một cách trọn vẹn và ý nghĩa lắm. Tình huống thứ hai đó là tình trạng cái nghiệp đã kết thúc hoạt động có mặt của nó trong cuộc đời. Nghiệp được xem như là cái chất sống của tất cả chúng sinh. Mặc dù chúng ta thường nghe nói là cái chất sống chúng sinh nó thuộc về ý thức không ạ? Sự có mặt của ý thức với hình thức là một cái thức tái sanh, hay là tâm kế tục, hay là tâm đầu thai, vân vân, nhiều từ có khác nhau lắm. Nhưng mà cái mấu chốt để đẩy con người vào trong cuộc đời và làm cho các chúng sinh có mặt đó là dòng chảy của nghiệp. Và khi nghiệp đã được kết thúc rồi thì mạng sống con người sẽ được kết liễu thôi, theo đó. Cho nên có nhiều người dấn thân phục vụ đó, khi mà thấy hạnh nguyện mình đã hoàn tất là mình ra đi. Đó là trường hợp của Thánh Mẫu Maya, khi đã ban tặng cho cuộc đời hay là ban tặng cho thế giới Ta Bà một vị thánh. Và chắc chắn rằng là hình ảnh của vị thánh đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị an lạc về tâm linh cho không chỉ người Ấn Độ mà cho rất nhiều thế hệ của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên kinh điển mô tả là sau 7 ngày hạ sanh thì bà ra đi một cách rất là an tường, mà sanh về cảnh trời đau lệ. Lúc đó thì Đức Phật Thích Ca chưa nói về pháp môn tịnh độ, tức là chưa nói kinh A Di Đà. Cho nên kinh không có ghi là bà sanh về Tây Phương tịnh độ, mà sanh về cõi trời đau lệ để có được những cơ hội tiếp tục tu tập và những cái phước báo của sự hành trì rất là lớn. Thì như vậy là hai yếu tố về tuổi thọ và sự dứt nghiệp đó, nó là hai cái chất liệu rất quan trọng để quyết định sự có mặt của con người trong một thời gian dài hay là ngắn. Và tình huống thứ ba Đức Phật nói là nó phối hợp giữa hai cái này, tức là khi mà nghiệp cũng hết mà tuổi thọ cũng đã kết thúc thì chắc chắn rằng họ ra đi nhanh lắm. Thì trong những trường hợp đó nó tạo ra một cái chết rất là an tường, tức là không hề bị bệnh tật gì cả, trong một giấc ngủ rất là giản đơn rồi người đó đi luôn, hoặc là một chứng bệnh nho nhỏ thôi có thể làm cho họ đã từ bỏ cõi đời này, không để lại những nỗi khổ niềm đau về vật lý của thân. Trên tình huống đó là tình huống mà chúng ta đòi hỏi phải có một cái quá trình đầu tư lớn lắm, đầu tư có phương pháp và có nghệ thuật đúng theo tinh thần Phật dạy thì chúng ta mới đạt được những chất liệu này. Tình huống thứ tư là một tình huống rất phức tạp, tạm gọi là hoạn tử, tức là chết một cách ngang xương khi mà nghiệp của mình chưa kết thúc, tuổi thọ của mình vẫn còn đó mà mình đã bị chết rồi. Trong nền văn học Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Dược Sư, đề cập đến chính tình huống là chết quan, chết bị du khống, chết rớt núi, chết xe đụng, chết lũ lụt, chết từ những thiên tai vân vân nhiều lắm, làm cho những người đó có nguyện vọng, rồi có nỗ lực, có dấn thân, có làm việc, có sự nghiệp, có hạnh phúc ấy, thế mà họ không thể nào kéo dài những cái đó ra được. Thì đó là một trong những tình huống chết rất là ngang trái. Dĩ nhiên là nền kinh điển Nikaya đó
nói ngắn gọn hơn, không liệt kê ra là chín tình huống cụ thể, mà chỉ nói như thế này: đó là những cái cách chết mà nó không liên hệ đến nghiệp về tuổi thọ, bao gồm rất nhiều thứ mà có thể nói là chết do cái tác động của môi trường thiên nhiên. Ví dụ như là khi đi ra đường vào mùa mưa, cái cây đó nó bỗng dưng nó bị ngã đi, rồi chúng ta đang đứng ở dưới cái cây đó nên chúng ta qua đời. Hoặc là chúng ta đang đứng ở trên lề đường, hay là ở trong nhà bữa đó có một anh tài xế nào tối ngày hôm đó anh mất ngủ đi, anh chạy, nên là anh ngủ từ ở trong cái tâm, tay thì vẫn cầm cái vô lăng, mắt thì vẫn còn mở liêm diêm, nhưng mà anh ta không còn điều khiển được, anh ta lủi vào mình rồi mang lại cái chết cho mình. Hoặc là chúng ta đang đi tắm biển, ví dụ như là cái vùng biển Đông Nam Á và Nam Á vào tháng 12, 2004, rồi cơn động đất sóng thần đã xuất hiện và mang đi cái chết của khoảng 175.000 người, mà phần lớn là những người rất giàu có, thì mới có đủ tiền để đi du lịch thượng thặng ở những cái vùng biển đẹp để mà có được hạnh phúc. Tức là những cái chết đó là những cái chết mà theo cái điển nhà Phật gọi là chết hoạn tử, nghiệp họ vẫn còn và những cái khác vẫn còn. Thế vậy chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: tại sao nó lại có cái tình huống hoạn tử đó? Là bởi vì cái hoạt dụng của nghiệp rất là đa dạng và phức tạp. Có những lúc là chúng ta gieo những cái hạt giống về tuổi thọ đó thì ít, mà chúng ta phá hoại nó thì nhiều. Phá hoại cho sức khỏe của bản thân, tức là kéo ngắn tuổi thọ của mình lại. Phá hoại bằng cách là chúng ta đốn rừng, rồi đốn phá tất cả những cái nơi mà nó tạo ra sự sống của các loài động vật, những loài bò sát. Hoặc là chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm liên hệ đến mạng sống của các loài chúng sinh, thì các cái nghiệp đó nó đang được gieo. Và nếu chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc trong cái sự tàn phá đó thì nghiệp sát chúng ta nó sẽ kích hoạt theo một cách thức, cái nào mạnh á thì nó sẽ quyết định chi phối đời sống của con người. Chính vì thế mà cái nghiệp sống mình vẫn còn, rồi cái nghiệp tuổi thọ mình vẫn có, ấy thế mà mình là bị cái phủ trùm cái này nó mạnh quá, cho nên nó cắt đứt mình một cách bất đắc kỳ tử vậy. Hồi sáng hôm nay chúng tôi có xem ở trên một cái đài với một cái phóng sự mang tựa đề là The Hunt for the Big Fish. Trong đó nó mô tả về cái cách mà người ta dạy con người câu cá, rồi ứng dụng cái sự câu cá đó bằng cách là phải mua vé rất là mắc tiền, lên một chiếc thuyền khoảng 30-40 người cầm rất nhiều cái loại cần câu khác nhau, quẳng những cái cần câu đó vào xuống mặt nước biển, rồi nhử các con mồi, rồi họ câu. Họ mới dạy là ở biển này thì cái loài cá lớn nhất của nó là khoảng chừng 4 tấc, rồi những cái vùng khác là 2 thước, những vùng khác là 3 thước, vân vân. Nhưng mà rất là lạ, cái trường fishing school này đó thì không phải là câu cá để mà ăn như là những nước nghèo, mà câu cá như là một cái hobby thôi, là một cái thú vui, một cái niềm vui thôi. Khi họ câu lên, họ có thể chúc mừng lẫn nhau, rồi sau đó đó móc cái móc câu của con cá ra rồi quẳng nó xuống biển. Có nhiều người chưa chịu quẳng nữa, cứ cầm đó quắt qua quắt lại, cái thả xuống nó chết ngắt mất tiêu. Ở Việt Nam gần đây thì đã có cái thói quen đó, tức là mình phải mua một cái vé xuống những cái vùng ngoại ô của Sài Gòn, chẳng hạn như là Nhà Bè, Thủ Thiêm, vân vân, với một cái giá vé là khoảng 100.000. Người ta bao mình ăn một cử ăn trưa, rồi mình được cầm những cái cần câu, người ta chỉ mình cách câu cá, rồi là họ bỏ những con mồi rất là ngon để làm cho gọi là cái du khách đó cảm thấy thích thú và họ tới đó nhiều hơn. Và dĩ nhiên là muốn câu cá nhiều thì người ta phải tối ngày hôm đó người ta thả những con cá đói thả xuống, tức là họ dàn dựng hết trơn á, rồi khách tới thả xuống mà là cá nó bắt mồi liền, họ hạnh phúc vô cùng. Như vậy là phải tốn 100.000 đồng để có cơ hội tạo được những nghiệp sát. Rõ ràng nếu mà nói theo nhà Phật là vậy đó, cái là mua nghiệp sát bằng tiền của mình một cách có ý thức. Cho nên những tình huống đó nó thường tạo ra những cái nghiệp quan trải lớn lắm, và những cái nghiệp này nó có thể hoạt dụng như là một cái cản lực để chặn đứng tuổi thọ của mình. Trong khi đó nó cái nghiệp sống mình vẫn còn, tuổi thọ mình vẫn còn. Do đó Đức Phật đưa ra 4 học thuyết này để lưu ý chúng ta một điều là đừng bao giờ một cách cố tình
cắt đứt mạng sống của các loài động vật. Và nếu có cơ hội thì chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của sự sống, của tình thương, và bảo hộ chúng một cách có ý thức. Ví dụ như là chúng ta dấn thân vào những cái hoạt động bảo vệ môi trường và sinh thái, bảo vệ các mạch nước ngầm, là bảo vệ sông biển, không để cho dầu bị loang, bởi vì cái đó nó làm cho các loài cá chết kêu ốm lắm, và chúng ta cũng chết theo, tại vì ăn những loài cá mà nếu như cá đó nó chết ở cái vùng nước nghèo, chắc chắn rằng người ta sẽ không bao giờ bỏ vào sọt rác đâu, không có an toàn vệ sinh như Hoa Kỳ đâu. Người ta sẵn sàng, thậm chí là nếu như có một cái con vật nào nó chết nằm trong sọt rác 4 ngày, người ta vẫn đem ra mặn để cho chúng ta ăn. Do đó là cái sự truyền bệnh tật từ một con vật bị chết sang con người, làm con người bị một cái nghiệp gọi là quặn tử. Như vậy nói một cách khác là quặn tử có thể xuất hiện với hai tình huống khác nhau. Một tình huống là do chính mình tạo ra bằng những hành động sát nghiệp một cách có ý thức của mình. Còn tình huống thứ hai là tình huống do người khác tạo ra bằng cách là không an toàn trong thực phẩm. Do đó nó là có những nỗi sợ về cái chết đó, làm cho người ta hoảng hốt không dám xuất hiện ở trước mặt quần chúng hay là ở những chỗ đông. Ví dụ như là từ năm 1997 đó, cho đến năm 1999 tại Ấn Độ đó, là nạn bạo động khủng bố diễn ra nhiều lắm dưới hình thức của sự xung đột ý thức hệ của Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Người ta đã giết hại lẫn nhau, và chính những người cùng một sắc dân, một dân tộc giết lẫn nhau để binh dịch một cách cuồng tín cho một ý thức hệ tôn giáo. Do đó cái nỗi sợ hãi đã được gieo rắc khắp mọi nơi. Còn khi Hoa Kỳ bị tấn công bởi chủ nghĩa cực đoan của một số người Hồi giáo đó, thì cái chết đó đã làm cho rất nhiều người bị ám ảnh lắm. Cái chết đó có thể gắn liền với một cái phong bì, một bao thơ mà có cái loại thuốc, hoặc là cái chết đó có thể gắn liền với một cái cặp tác bỏ rơi trong đó có một quả mìn. Cái chết đó có thể được tiễm tẩm thuốc độc ở trong thực phẩm, ở trong các nước giải khát, hoặc là có thể là một cái anh hijacker khống chế một chiếc máy bay, yêu cầu người khác phải làm này rồi lủi vào hai tòa nhà thương mại của Mỹ, vân 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 vân. Nỗi sợ hãi cái chết trở thành là nỗi ám ảnh lớn nhất trong thế kỷ thứ 20 này. Có thể nói là chưa có một nỗi sợ hãi nào nó lớn như là nỗi sợ hãi vừa qua, và bây giờ nó vẫn còn để lại rất nhiều di chứng. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy được những cái cảnh tượng đau khổ đó, chúng ta phải xa nước mắt. Còn nếu như thiếu cái chất liệu từ bi của nhà Phật dạy đó, chúng ta có thể gieo rắc một cái sự hận thù trả đũa. Dĩ nhiên là đứng trước cái chết của người thân ai không xót, phải không ạ? Cái xót đó người cũng lắm, nhưng mà nó có những cái cách ứng xử tốt đẹp hơn, đó là cùng nỗ lực để chặn đứng những hạt giống của sự sát hại. Năm 1999 khi Pakistan và Ấn Độ giết lẫn nhau vì sự tranh giành quyền lợi chủ quyền của Kashmir, mỗi một ngày như vậy đó là người ta chết rất là nhiều người. Khoảng vài triệu đô la đã được bỏ ra để mua súng ống. Nhưng mà có một cái nghĩa cử mà chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp với tinh thần của nhà Phật. Đó là những binh sĩ của Ấn Độ giáo đó, họ đã đem xác của những người Hồi giáo làm lễ bằng cách là tụng kinh. Tụng kinh xong họ cầu nguyện ngồi cả 2-3 tiếng trong thiền định, sau đó mới hạ quyệt rồi để mộ bia đàng hoàng. Có nhiều người cho rằng đó là những cái nghĩa cử mang tính cách ngoại giao để lên án cái tội ác của những người Pakistan, và làm như vậy hoàn toàn không có gọi là đạo lý của tôn giáo ở trong chỗ này. Dù là dưới hình thức nào đi nữa thì chúng ta thấy nó là một cái cách thức mà đưa tôn giáo vào trong cuộc chiến đó. Tôn giáo với góc độ tốt thì quả thực là làm cho cuộc đời này mát mẻ thêm nhiều lắm. Ở trong chiến trường hai bên có thể được huấn luyện để sát hại lẫn nhau, và do đó họ có thể mặc nhiên trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng mà đứng trước cái chết đó, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng đó là thân phận của con người bất hạnh đó. Do đó nó lấy tình nghĩa của con người đối với con người thì rõ ràng là cái niềm hận thù trong nghiệp sát đó sẽ được giảm đi rất rất nhiều.
và nó có thể làm giảm đi rất là có ấn tượng về những cái hoạt dụng mà sau này nó tạo ra các tình huống của hoạn tử chết ngang, chết một cách gọi là quan ức, vân vân. Do đó chúng ta thấy là khi mà con người phát triển tâm linh ở một mức độ nào đó thì bỗng dưng kẻ thù con người không phải là con người mà là lòng sân hận. Lòng sân hận có hai anh bạn rất là trung thành, đó là tham và si. Khi chúng ta nổi lòng sân là trong cái lòng sân đó đã có cái si rồi. Nếu mình có tự giác thì đâu có sân. Và mình sân như vậy đó là mình muốn là mình khống chế một cái gì đó. Mình trở thành cái trục xoay, mình trở thành quan trọng trong đối tác mà tất cả những người khác không đáp ứng được. Cho nên mình buồn, mình cọc cằn, thô lỗ, khó chịu, bực dọc, tức tối, vân vân. Cho nên là ba anh em họ hàng này đó đã hoạt dụng đẩy con người vào trong những tình thế là sống nhưng mà lại không có hạnh phúc, thì dĩ nhiên là chết sẽ không bao giờ được bình an. Do đó đối diện trước cái chết là một trong những nhu cầu rất là lớn về tâm linh. Và dĩ nhiên là ngay cả những người làm cái công việc mà là xử bắn của các tòa án, những người đó càng phải tu tập rất là nhiều về cái quan niệm cái chết theo tinh thần của nhà Phật, bởi vì nó liên hệ đến nhân quả. Mặc dầu những người đó họ sống bằng một cái nghề và việc làm của họ là làm một cách rất là công bằng, đó là lệ thuộc vào cái phán quyết của tòa án. Tòa án nói rằng tử tù đó là cần phải được chết, để gì? Để bớt đi cái nỗi bất công mà người đó đã gieo rắc cho xã hội, thì những người làm công việc này phải bóp cò thôi. Và thông thường là các tòa án có lẽ là họ dựa vào yếu tố tâm lý đó, cho nên là các cuộc xử bắn thường được diễn ra vào lúc khuya, 4 giờ cho đến 5 giờ khuya tùy nơi. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà ít có người đi tham dự, để chi? Để nỗi khổ đau nó không được gieo rắc. Và nhất là người thân đó, mình nhìn thấy cảnh tượng của người thân nhất của mình qua đời mà mình trở nên là vô dụng, không làm gì được để cứu được mạng sống của người đó, thì cái cảm xúc đó nó để lại một sự trầm uất lớn lắm ở trong cuộc đời. Cho nên có lẽ là các cái tòa án cũng đã học một số cái hoạt dụng tâm lý ảnh hưởng lây lan giữa những người thân, những người trong một cộng đồng nào đó, để họ giảm bớt đi cái nỗi khổ đau của những cái chết. Tuy nhiên đối với những người tử tù đó thì nỗi khổ đau đó lớn lắm, lớn đến độ là nó bị khống chế bởi ba phương diện. Phương diện thứ nhất đó là mặc cảm tội lỗi, tức là họ đối diện với cái cảm xúc, với một cái năng lượng mà cái hoạt dụng của nó rất là lớn, lớn đến độ nó làm cho người này trở nên như là một con người không còn muốn sống nữa. Họ nghĩ rằng là họ đã tạo quá nhiều tội lỗi, và do đó cái tội lỗi đó phải được kết thúc bằng cái cách đó là chấm dứt mạng sống của mình. Cái cảm xúc thứ hai đó là sự nuối tiếc. Nếu như khi họ đã vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi, có được sự hướng dẫn tâm linh của những bậc đạo sư tôn giáo, của bất kỳ tôn giáo nào, thì họ nghĩ rằng là họ có thể sống kéo dài tuổi thọ của họ ra để họ chuộc lại những lỗi lầm mà họ đã tạo cho người khác một cách có ý thức. Nhưng mà luật pháp lại không cho phép, và luật pháp cũng không hề tin rằng ở trong con người của họ đã có sự thay đổi một cách rất là tích cực. Cho nên luật pháp phải xử thôi, và do đó họ phải đối diện với cái chết. Khi mà sự tiếc nuối bắt đầu có mặt thì đối diện với cái chết là một cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể đâm đo theo cấp số nhân. Thí dụ 1 giờ thì có thể bằng nghìn thu, 1 ngày có thể là bằng một triệu năm, 100 năm. Họ cảm thấy là nó ghê gớm lắm, và có nhiều người khủng hoảng quá thì nó là diễn tả, nó được diễn ra theo một cách thế đó là 1 ngày chỉ còn là 1 giờ, rồi thấp hơn nữa một ngày nó trôi qua rất là nhanh, chỉ còn lại là khoảng chừng mấy chục giây là hết. Tức là lúc bây giờ họ sống với sự tác động của chiều kích thời gian tâm lý thôi, nó không còn thời gian vật lý nữa. Càng sợ hãi cái chết nhiều chừng nào, ví dụ như là một người tử tù được tuyên án rằng 3 ngày hôm sau anh ta sẽ bị giết chết,
thì ba ngày đó đó nó không còn là nghìn thu mà nó chỉ còn là gọi là 3 giờ, là 30 giây rồi. Và nếu chúng ta có dịp quan sát một cách rất là kỹ vào gương mặt của họ đó, thì chúng ta thấy là mắt của họ đỏ ngầu. Có nhiều người lúc đầu không biết đó, lý giải rằng có lẽ là cái cảm xúc gọi là mặc cảm tội lỗi đó, nó làm cho họ phải khóc, phải đau đớn, cho nên nó để lại cái hình thù như vậy. Nhưng thực ra đó, nó là một cái phản ứng gọi là sinh học của cơ thể thôi. Tức là đối diện với cái chết mà mình chưa muốn chết, do đó cái cảm xúc dâng trào. Và dâng trào như vậy thì họ không có tài nào có thể ngủ được hết trơn. 3 ngày không ngủ được là mắt đỏ ngầu thôi đó. Và làm cho cái cảm xúc của họ bị bế tắc. Có nhiều người đã cắn lưỡi trước cái 3 ngày đó, bởi vì không cảm nhận, không chịu nổi cái nỗi khổ đau mà mình phải bị chết một cách tức tưởi bởi những viên đạn như thế này hoặc như thế kia. Có một cái câu chuyện thiền của Nhật Bản kể rằng một tử tù đã được tuyên án tử hình sau 10 ngày. Và theo truyền thống luật pháp của Thánh Đức Thái Tử đó, thì các tù nhân này có tôn giáo nào đó được quyền mời gọi những nhà hướng dẫn tâm linh của mình vào để chăm sóc sức khỏe tâm linh vào những ngày cuối cuộc đời. Thì người này là cái người mà theo thần đạo nhưng mà có thiện cảm với đạo Phật, cho nên là trong thời gian ở tù đó, ông ta ở tù chung với một Phật tử, và người Phật tử đó đã khuyên rằng là anh hãy nên mời một nhà sư và đặc biệt là một thiền sư, ông ta có thể giúp cho anh có được một đời sống mới, anh sẽ không bao giờ là người chết, anh có thể trở thành kẻ bất tử. Anh ta mừng dữ lắm. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng có lẽ là mình phải đi kiếm những ông thầy thiếu lâm tử rồi để phá ngục mình, dù giải ngục mình ra khỏi vậy vì mình có thể sống một cách thoải mái. Người Phật tử nói không phải, anh cứ đưa cái tờ giấy yêu cầu là tôi xin thỉnh hòa thượng chủ trì chùa là Đông Kinh Tự, thì thiền sư đó sẽ tới giúp anh. Theo lời đề nghị đó, kẻ tử tù này đã mời thiền sư đến. Và dĩ nhiên là mời thiền sư, thiền sư đâu có đến được liền được, vì thiền sư đang hành đạo chỗ xa. Thiền sư chỉ có thể là báo danh ta là khoảng 5 ngày sau mới có mặt. Như vậy là anh ta khổ đau đi lắm, bởi vì cái ngày mà anh ta gặp được thiền sư chỉ còn thêm gọi là 2 ngày nữa là anh ta phải chết rồi. Cho nên liên tưởng đến cái đó, anh ta đã mất ngủ, rồi anh ta bị tai biến mạch máu não, anh ta bị khổ đau, anh ta bị bại sụi liệt hết nửa người. Và khi thiền sư vào đó, thiền sư nói như thế này, gọi là cái chết là ảo vọng, cái sống cũng là ảo vọng. Quan niệm về sự ảo vọng đó nó sẽ giúp cho nhà ngươi sống một cách rất là thảnh thơi và cứ sống tùy theo cái duyên của những cái nó đang có. Anh ta nói bây giờ nếu mà tôi mời ông vô đây mà ông nói tôi chừng đó thôi, tôi đâu có mời làm gì đâu, tôi vẫn rất là biết là ảo vọng. 2 ngày nữa tôi chết rồi và tôi không chấp nhận cái ảo vọng đó, cho nên tôi mới bị liệt nửa người thế này. Bây giờ thầy kêu tôi là phải quán ảo vọng là sao quán được. Thì sư nói là dĩ nhiên là ngươi không chấp nhận, nhưng mà nếu như không hành trì đó, thì cái sự không chấp nhận đó đó sẽ làm cho nhà ngươi khổ đau nhiều hơn. Cho nên hãy tạm thời quên cái này đi, đừng nhớ đến 2 ngày sau là ngươi sẽ chết. Và ngươi cứ nghĩ rằng là tôi đang sống trong những giờ phút hiện tại, tôi sống một cách rất là có ý nghĩa, tôi sống với tất cả những cái bầu không khí của oxy, tôi sống với tất cả cái tình thương ít nhất là của tôi đây nè, của hòa thượng kế bên đây, và tôi đang sống rằng có những cái sự hỗ trợ tinh thần của những người thân nữa, và thậm chí là những cái người cai ngục đó là cái vai trò mà mình có thể, nếu như không có quan sát đúng đó, mình có thể hẳn họ, bởi vì họ kết liễu cuộc đời của mình mà, thay luật pháp để kết liễu cuộc đời của mình. Cho nên cứ quan niệm rằng tôi sống trong giờ hiện tại. Và thiền sư dạy người ta là cứ lặp tới lặp đuôi chừng đó mấy câu thôi, là tôi sống an lạc trong giờ phút hiện tại, tất cả ý nghĩa cuộc sống là ở chỗ này. Và anh ta đã nhẩm câu nói đó, nhẩm đến độ đó là nó đã kích hoạt thành một cái lệnh điều khiển tự động cài vào ở trong cái dòng cảm xúc của anh ta. Và nhờ đó nó, cái nỗi khủng hoảng về cái chết và nỗi khủng hoảng về mình sẽ bị khổ đau bởi cái chết đó đó, nó đã bị tan biến. Cho nên là anh ta đã không còn ngủ nữa.
anh ta đã thức luôn, tức luôn cho đến cái ngày cuối cùng. Chỉ như là thức không phải là để sợ, mà thức để sống ít nhất là 48 giờ còn lại một cách có ý nghĩa. Và đến cái giờ mà đem anh ta ra để xử bắn thì lúc đó là thẩm phán là ông ra một cái quyết định mới. Ông nói là cái ông này thì do vì có những cái công trạng trong lúc mà còn làm quan đó, cho nên là xin gia cho ông một cái ăn sủng để ông sống mà trở thành tù trung thân đó. Đến lúc đó thì ông ta nói giờ tôi đang sẵn sàng chết thì mà ông bắn tôi đi, giết tôi đi, nhưng mà người ta tha cho ông ta chết. Thì đến lúc đó ông mới hiểu được là cái đạo lý mà ông thiền sư đã dạy đó, hãy sống ở trong mấu chốt hiện tại, và ý nghĩa của cuộc đời, giá trị của cuộc sống là nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là sống dài 100 năm hay là 30 năm hay là 20 năm. Và khi ông hiểu được cái chuyện đó rồi thì hàng ngày ông tu tập và ông tích cực chứ lắm. Bởi vì ông nói là tôi không thể nào chết, mà nếu tôi sống tôi không thể sống theo cái cách thức bị què quặt như thế này được, tôi phải sống một cách có sức khỏe. Cho nên ông ta tập luyện rất là tốt, và mấy tháng sau ông ta đã khắc phục được cái chứng bệnh bại sụi. Và ở trong nhà tù đó ông ta đã trở thành một biểu tượng của một con người thay đổi hoàn toàn. Người ta sẽ không ngờ được rằng là một ông quan tham nhũng rồi giết người để bịt miệng, đã gieo biết bao nhiêu nỗi hàm oan cho nhiều người dân vô tội, trở thành một con người hiền lương vô cùng. Cho nên đôi lúc cái nỗi khổ đau đó, nó chính là một trong những cái điểm để cho con người tỉnh thức. Trong hạnh phúc con người có thể ngủ quên, mà nỗi khổ đau cung cực đó làm cho con người ngộ ra được rất nhiều thứ. Chúng tôi tin chắc như vậy đó, và đạo lý nhà Phật cũng dạy như vậy. Do đó đó là chúng ta đừng có buồn và cũng đừng sợ hãi, bởi vì nỗi sợ hãi sẽ không mang lại cái gì cả, và nó làm cho cái chết đó diễn ra một cách đau đớn hơn. Liên tưởng làm cho cái cường độ của cảm xúc gia tăng đến độ đó là chúng ta chết trước khi chúng ta kết thúc cuộc đời, theo kiểu mà Đức Phật nói nó có thể trở thành một quạnh tử, tức là cái xung lực chặt đứt mạng sống không phải do cái tuổi thọ, cũng không phải do nghiệp đó hết, mà do cái ức chế tâm lý của dòng cảm xúc dâng trào quá lớn. Ở trong kinh Đức Phật có trao đổi với một vị vua, và vị vua này muốn biết về cái nỗi khổ đau của vọng tưởng đó, thì Đức Phật đã kêu ông ta gọi là quan sát. Dĩ nhiên quan sát không phải là bằng con mắt, mà quan sát bằng cái tuệ giác về cái nỗi khổ đau của một người tử tội. Ông vua thường giữ theo luật pháp nhà nước đó, thì phải xử trảm người khác bằng chém đầu, không thôi là phân thây tứ mã, hoặc là luộc da thịt người đó, chặt người đó ra thành từng mảnh. Có thể tùy theo loại tội hình sự mà cái bản án có thể đưa ra một cách rất là khác biệt. Thì dĩ nhiên là cái cảm xúc đó đau đớn ghê gớm lắm, đau đớn ghê gớm lắm. Và Đức Phật nói là trong một cái thời quá khứ đó, Ngài còn là một cái vị Bồ Tát, và Ngài đã chứng kiến một cái cảnh tượng rất là hãi hùng, đó là cái người phạt mà giết chết đó, là không giết chết một cách bình thường. Thì ông này ông hiểu về cái thuật tâm lý đó, cho nên ông giết chết kẻ thù bằng một cái ảo tưởng thôi, làm cho cái chết đau chết đớn. Đó là ông ta cho kẻ tử tù nhìn thấy một tử tù khác ở trước mặt của mình khoảng chừng 2 mét thôi, rồi ra lệnh là dùng một cái con dao ba lưỡi, dao ba lưỡi mà chặt ra dĩ nhiên là cái đầu của chúng ta sẽ đứt thành ba mảnh, nó đau ghê gớm lắm. Máu xịt ra rồi óc văng ra, rồi tử tù đó nhảy dụa một cách kinh hoàng lắm rồi ngã xuống mà chết. Ông này ông sợ quá, ông nhìn thấy máu chảy ra ông sợ lắm. Rồi sau đó cái người mà trừng phạt này mới cho bịt mất kẻ tử tù thứ hai, cái tử tù mà ông ta cho là kẻ thù lớn nhất của mình, cho nên phải làm cho ông ta chết một cách đau chết đớn vậy đó. Bịt mất ông ta lại rồi dùng những cái cây kim thôi châm chích vào trong gọi là hai bàn tay, còn từ cái vai xuống đến lòng bàn tay luôn châm chích ra, máu rỉ chảy. Và lúc đó băng ở trên đầu ông ta lại một cái khăn rồi tẩm nước lạc vào. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta quấn chặt cái đầu bằng một cái khăn á, là chúng ta bị bế tắc của nhận thức, chúng ta bị gọi là say sẩm khó chịu lắm.
Cái cảm giác đó, đó nó dễ tạo cho mình một cái ảo giác. Và nếu như cái cảm giác lúc bây giờ là một khổ thọ đó, thì cái ảo giác về cái nỗi đau này sẽ gia tăng gấp 20 lần, 30 lần, 40 lần. Rồi lúc đó đó ông ta dùng một cái sợi dây nhỏ nối kết với cái khăn có nước đó đó xuống gọi là từng cái lỗ chân lông ở hai cánh tay. Và lúc đó đó kẻ tử tù này đã đang gọi là có một cái ảo giác rằng máu của mình nó chảy ra lê lan, chảy ra ghê gớm lắm, tại vì nước mà làm cho ta liên tưởng rằng nó là máu trong trạng thái hôn mê. Và ông ta nghĩ rằng là máu trong toàn cơ thể của mình 7 lít cho đến 9 lít bây giờ không còn nữa, cho nên ông ta đã chết. Mà trong khi đó, khi ông ta chết rồi đó, mở ra thì thấy đâu có máu bao nhiêu đâu, nó chỉ rỉ thôi, sưng lên ở trên bề mặt của da chứ không phải là máu. Nhưng mà trong ảo giác đó thì cái cảm xúc khổ đau nó sẽ gia tăng. Đức Phật kể lại câu chuyện đó cho nhà vua, và Đức Phật nói rằng là chúng sinh có mặt trong cuộc đời này với một cái nỗi sợ hãi của cái chết lớn lắm. Cho nên thay vì đại vương trừng phạt họ, thì tại sao mình lại không tìm một giải pháp khác? Đó là đưa vào cái con đường của đạo lý, của hành trì, để cho những người này đó có được một cái cơ hội làm mới lại cuộc đời của họ. Mà nếu như mình giết chết họ thì dĩ nhiên họ sẽ không bao giờ trở thành cái người lương thiện. Họ có thể trở thành một cái con người gọi là không tiếp tục làm chuyện xấu là hết á. Còn lương thiện đó, nó còn vươn lên cái đó. Nghĩa là ngoài cái chuyện mà dứt ác còn phải làm lành, mà làm lành bằng một động cơ và thái độ tích cực chứ không phải là tiêu cực, chứ không phải là cầu danh, không phải là để cho người khác gọi là tán thán mình, tăng gọi là gia tăng cái bản ngã cho mình. Nhưng mà rất tiếc là nhà vua lúc đó đã không nghe theo lời Đức Phật. Và có lẽ đó là cái giới hạn của lịch sử, cái phát triển về văn minh tâm linh của nhân loại. Và vào những cái thế kỷ mấy chục, gọi là mấy ngàn năm về trước đó, thì người ta chỉ có biết là khi một cái người phạm một cái tội cực trọng là phải đem người đó ra mà giết chết. Và giết như vậy là tạo ra sự công bằng cho xã hội. Nhưng mà người ta lại không biết rằng là trong cái giết đó đó có thể mang lại một cái công bằng rất là nhỏ, nhưng mà ngược lại nó sẽ tạo ra những nỗi bất công rất là lớn, ít nhất là cho những người trực tiếp làm cái nghề hành xử đó. Thẩm phán cũng phải mang cái nghiệp chết đó, nghiệp giết mà, mặc dù là làm cho công lý đó. Rồi những cái người mà bóp cò dùng dao để chặt để giết thì những người đó cũng phải mang một cái nghiệp sát rất là lớn. Cho nên lúc đó, đó nếu những người này không hiểu được đạo lý của nhà Phật đó, nghĩ rằng là mình làm vì một cái công việc chung, làm vì để đảm bảo cho cái tính an toàn của xã hội, như là một cái tấm gương cho những người khác sợ mà không dám tái phạm trong tương lai, thì chúng ta sẽ có thể mang một cái nghiệp báo rất là xấu cho bản thân của mình. Cho nên đó là mình lãnh một cái tháng lương chỉ đủ nuôi cho mạng sống và những đứa con hay là cho gia đình của mình, ấy thế mà mình lại gieo một cái nghiệp sát rất là lớn, rất là kinh khủng. Giờ đó nó có nhiều chuyện tạo ra cái an bình xã hội thì mặt khác tạo ra nỗi bất công cho rất nhiều người. Có là những con người mà làm những cái nghề như vậy đó, rõ ràng trên căn bản họ là bất hạnh, họ bất hạnh lớn. Mà nếu như không có người nào làm thẩm phán, hay là không có người nào làm cái việc mà phán quyết cái người tội này người ta nọ, thì xã hội nó sẽ loạn hết. Cho nên là trong những nghề nghiệp đó đó, chúng ta phải gieo rắc nuôi trồng những hạt giống của tình thương, để khi chúng ta làm cái nghiệp sát nó được giảm thiểu. Và cái thứ hai nữa là trước cái chết đó, thì cái cảm xúc của con người đó nó thuộc về một cái tần số mà không có một cái vật lý nào có thể cản lại được. Thì khi mình khởi xuất ra một cái tâm niệm của lòng từ bi như vậy đó, thì người kia bị chết sẽ không mang cái oán thù, ít nhất là đối với bản thân mình. Cho nên là cái gốc của nghiệp sát giữa mình và người kia không có. Và do đó trong tương lai đó, mình có thể giảm được cái nghiệp gọi là chết kém tuổi thọ do nghiệp hết, hay là do mạng sống hết. Và chúng ta có thể đẩy lùi được cái khuynh hướng của hoạn tử đối với mình, như là một cái nghiệp mà mình đã gieo trồng một cách có ý thức. Như vậy là nhà Phật dạy chúng ta nhiều cái kỹ năng lắm. Những kỹ năng nho nhỏ, chẳng hạn như là ở trong cái nghi thức được gọi là tỳ ni, mà tất cả những người xuất gia cần phải học và ứng dụng hàng ngày. Có thể quý vị nhìn các vị xuất gia cũng giống như mình thôi, họ cũng đi, cũng mặc, cũng sinh hoạt, cũng nói năng,
Nhưng mà nếu như chúng ta không có được nghiên cứu về cái truyền thống tu tập á, thì chúng ta có thể nhận dạng và đánh gọi là đánh giá sai lầm họ. Bởi vì là từ lúc mới bắt đầu cạo tóc vào chùa thôi, tất cả các chú tiểu và các cô tiểu đó đã được huấn luyện về cái cách hành trì tỳ ni đó. Tỳ ni đó là một cái bài kệ, mà trong bài kệ này nó thường chỉ có 4 câu thôi, được trích từ cái phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm, dạy về lòng từ bi, dạy về cách nhiếp tâm, dạy về thiền quán, dạy về tĩnh tâm, dạy về lòng vô ngã vị tha rất là lớn. Ví dụ như là cái bài kệ đầu tiên đó, nói về gọi là một người bắt đầu mở mắt ra của một ngày, đặt những bước chân đầu tiên xuống mặt đất, đi những bước đầu của ngày đó. Dĩ nhiên là nếu chúng ta biết được cái này, chúng ta thấy rằng là quả thực là một cái đời sống mà từng bước chân đi của họ đã gieo rất hạt giống của từ bi và tình thương. Thì các người xuất gia đó đã được huấn luyện như thế này là tôi biết rằng là khi tôi mở mắt ra, tôi đặt bước chân xuống khỏi giường, tôi đi những bước chân hoặc là đi chân không hoặc là đi bằng dép, tôi đã dẫm đạp vô số loài côn trùng mà tôi không thể nhìn thấy bằng mắt được, và tôi cũng không hề có phương tiện nào để tránh khỏi cái sự dẫm đạp đó. Cho nên tôi biết rằng tôi mang lại cái nỗi khổ đau cho các vị nhiều lắm, và mong rằng là các vị hãy được siêu sanh thoát quá, hãy được siêu sanh thoát quá. Thì lúc đó người sư già sẽ đọc thêm một cái câu thần chú để gọi là làm cho cái năng lượng của lòng từ bi nó được gia tăng với cái sự nhiếp tâm rất là cao độ. Như vậy là cũng là một hành động dẫm đạp giết hại các loài sinh linh, nhưng mà người tu đó được gieo rất lòng từ bi, cho nên là cái nghiệp sát đó nó giảm đi, và do đó những cái dạng chết mà bất đắc kỳ tử nó có thể không ảnh hưởng đến đời sống của mình. Thế mình gieo rất là nhiều thứ, do đó những cái cách học như thế này đó là người tại gia vẫn có thể học được, chỉ cần là thuộc 4 câu thôi, 4 câu thôi là chúng ta có thể trở thành một người hành trì được rồi. Do đó thỉnh thoảng quý vị nên đọc thêm những bài kinh chỗ này chỗ nọ, nhất là những bài kinh như là Đại Bảo Tích, Triết Lý Hành Trì Cao Siêu Huyền Diệu đầy dễ trong đó, kinh Hoa Nghiêm để mở mang cái tầm nhìn của chúng ta về cuộc đời, về vũ trụ, về cái dòng cảm xúc, về cái cách thức tu tập duyên khởi như thế nào để cho giá trị của sự hành trì nó được gia tăng. Hoặc là chúng ta có thể đọc thêm cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, bài kinh đó có thể nó chứa được hết tất cả những triết lý từ nhân bản cho đến gọi là thánh giả, tức là cái gì cũng có, và đặc biệt đó là những cái ảo giác, những cái bệnh trong quá trình chúng ta tu tập. Ví dụ như những loại bệnh về tưởng, những loại bệnh về cảm xúc, những loại bệnh về gọi là sự vận hành, những loại bệnh về chấp thân, rồi những loại bệnh về nhận thức, những cái đó nó giải đầy hết trơn. Mà nếu như khi đi vào các pháp môn mà chúng ta không biết về các ngũ ấm ma này đâu, chúng ta có thể nhận lầm cái ảo giác hay là ngũ ấm ma trở thành những cảnh giới của sự tu tập. Đây cảnh giới như ví dụ như là được Phật gọi là xoa đầu, được Phật rước ánh sáng hào quang xuất hiện, hay là những cái hình ảnh mà có thể mang cho mình được rất nhiều niềm vui. Dĩ nhiên tu tập mà được cái đó thì tốt lắm, phải không ạ? Mà nếu như chúng ta bám vào cái đó đó, thì Đức Phật nói nó rơi vào trạng thái gọi là tưởng mà. Có lần lúc chúng ta không thấy thiệt mà chúng ta hình dung thôi. Chúng ta khao khát quá, chúng ta mong mỏi quá, và cái khao khát mong mỏi đó không đạt được trong cuộc sống hiện thực, cho nên trong giấc mơ chúng ta gặp, và chúng ta gặp như vậy thực ra nó chỉ là một sự ảo giác thôi, bởi vì nó được phát thảo bằng những dữ liệu mà chúng ta đọc được ở trong sách vở, bằng những kinh nghiệm mà chúng ta được nghe người khác kể, rồi chúng ta có thể phát họa thêm những cái không còn, ráp nói vô nó lãng xẹt á. Thì như vậy trong những tình huống đó chúng ta biết rằng là mình bị rơi vào trạng thái của tưởng mà, chứ không phải là trạng thái được Phật thọ ký thật sự. Do đó đó là cái sự tưởng tượng trong cái chết đó, làm cho cái chết diễn ra rất là ghê tởm. Trong chuyện Tam Quốc Chí có kể một cái sự kiện rất là hay liên hệ đến Tào Tháo, một nhân vật mà ai cũng biết hết trơn, rất là thông minh, rất là giỏi, rồi đánh cũng không ai bằng mình nữa. Nhưng mà vì ông ta là một cái người không thuộc về chính nghĩa, cho nên là ông ta giết biết bao nhiêu người vô tội và giết những người chân chạy, cho nên cái nghiệp sát của ông ta lớn lắm, rất là lớn. Ông ta đã đưa ra một triết lý rất là hùng rung rợn, đó là thà giết quan chứ không thả quan, thà giết lầm chứ không có tha lầm. Và từ cái học thuyết đó đó, dĩ nhiên là cái giết đó là một cái giết mang một cái nghiệp sát rất là lớn, bởi vì ông ta ý thức rất rõ
để phục vụ cho bản thân mình, để sau này mình có thể trở thành một ông vua vân vân, thống nhất sơn hà của Trung Hoa. Cuối cuộc đời đó thì ông ta đã thành công rất là lớn. Ông ta cũng không tin thần linh gì cả. Ông ta mới nhìn thấy một cái cây đa rất là to ở bên cạnh nhà của mình đó. Ông ta cho người chặt đứt cái cây đa đó. Thì nhiều quan đại thần mới khuyên ông đó là không nên, bởi vì trong cây có thần, mà nếu như phá cái chỗ ở của thần đó thì mạng sống và tuổi thọ của mình không được đảm bảo. Ông ta nói là ta làm thử rồi xem ai chết trước thì biết. Sau khi chặt cây đa đó xong á thì ông bị ngã bệnh. Thì lúc đó đó nhiều người vô thăm ông á mới nói như thế này: phải như mà lúc trước ngài nghe lời tôi khuyên thì có lẽ đâu có cái ngày khổ đau của hôm nay, ông đâu có nằm liệt giường như thế này. Lúc đầu ông cũng không tin đó, mấy ông đi ra chỗ khác đừng bao giờ nói chuyện nhảm gì đó, tôi không muốn nghe. Nhưng mà cái người thứ hai cũng nói vậy, người thứ ba cũng lặp lại, người thứ tư lặp lại, cho nên ông bắt đầu ông khủng hoảng đối chọi với cái chết và nghĩ rằng là chặt cái cây có đáng là cái gì đâu mà mình đã gọi là phá hoại cái sự sống của các thần linh. Cho nên đó là cái khổ đau đó làm cho ông ta bức rứt ăn năn hối hận mà làm cho khủng hoảng, bởi vì ông ta không muốn mình chết. Và cuối cùng là mấy ngày sau ông ta qua đời. Câu chuyện đó được người Trung Hoa lý giải đó bởi vì là chặt phá cây cho nên thần hại. Nhưng mà theo tâm lý học nhà Phật không có một thần nào hại mình trơn á, mà thực ra đó là cái ảo giác nó đã hại mình. Và ông ta bị bệnh đó, ở trong cái tuổi về già là chuyện bình thường thôi. Cái quy luật của cuộc sống khi lớn lên già là phải bệnh. Và có nhiều người bệnh còn lúc trẻ nữa kìa. Có nhiều trẻ em mới sanh ra là bị khuyết tật rồi, khuyết tật từ trong lòng mẹ. Cho nên là cái bệnh là nó có mặt như một sự thật, có mặt như một quy luật mà không ai có thể phủ định được hết. Mà nếu như là cái người có niềm tin tín ngưỡng thì người ta có thể lý giải đến sự kiện gì gần nhất với nó. Ví dụ do bị chặt cái cây thì ta nói rằng là đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu mạng của Tào Tháo. Nhưng mà theo nhà Phật đó, ông ta sát nghiệp nhiều quá. Mà sát nghiệp của ta là một cách có ý thức, cho nên về già thường những người đó chết một cách đau đớn. Gọi là sách sử ghi lại là Tào Tháo chết bằng cách là la khủng bố người lắm. Ông ta nhắm mắt mà cứ nghĩ rằng là người thì cầm dao, người cầm rửa, người cầm gọi là cây, người cầm đá ném. Ông ta chạy, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Ông ta chui xuống dưới gầm giường, rồi ông ta chui vào trong cái phòng, rồi ông ta chụp mình lại, gọi là phủ trùm cái mình lại. Tại vì cuối cuộc đời ông ta chết một cách thảm khốc như vậy. Dĩ nhiên là mình không thấy cái hiện tượng đó, cho nên là mình cũng khó tin, mình tưởng là sách sử có thể cương điệu. Cái sự kiện gần nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Pol Pot. Ông này là một Phật tử mà không hiểu đạo Phật, mà theo truyền thống của người Campuchia đó, tất cả những người nam đều phải trở thành một nhà sư ít nhất là 3 ngày trong cuộc đời của mình. Mà thông thường người ta tu khoảng 3 tháng hoặc là 3 năm để rèn luyện đạo đức. Mà khi cái nhận thức sai lầm là khống chế, cộng với cái chủ nghĩa yêu nước một cách là không có cơ sở đó, đã đẩy ông ta vào cái con đường của tội lỗi. Ông ta giết người gọi là chất đóng xương vô số, nhiều người chết một cách oan hồn uổng tử lắm. Thì cuối cuộc đời là ông ta bị chính cái kẻ mà thuộc hạ trung thành nhất của mình trả thù. Đó, ông ta bị phát giác, cho nên phải trốn chui trốn nhủi ở trong một cái khu rừng mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Mỗi ngày như vậy là ông ta ăn rau ăn quả, thậm chí có nhiều bữa ông ta cạp đất mà ăn. Những cái thước phim của BBC rất quay lại, chúng tôi có xem vào năm 2001 những thước phim đó mà thấy rất là rõ. Rồi là ông ta bị tai biến đi trên xe lăn, rồi là cái nỗi khổ đau của ông ta lớn lắm. Là lúc nào á ông ta nói là ở trong lỗ tai của tôi cũng nghe những cái tiếng gọi là la hét rồi lấy mạng của mình, rồi giết chết mình. Ông ta khủng hoảng dữ lắm, mà cũng rất là may ông ta vẫn còn đủ sức bình tĩnh vì ông ta đã từng là một Phật tử, chứ không đến nỗi như là Tào Tháo phải bỏ chạy. Mà cũng có thể là do vì ông ta bị gắn liền với chiếc xe lăn nên ông ta chạy không được, chứ nếu chạy được có lẽ ông ta cũng tất đứng dậy mà bỏ chạy, chứ không phải đơn giản đâu. Cái nỗi khổ đau nó lớn lắm, đối diện với cái chết đã làm cho ông ta khủng hoảng nhiều hơn. Thì khi mà ông ta chết á thì nhìn vào cái những cái thước phim trên BBC á, thấy cái tay ông ta co rút lại như thế này nè, mà dùng loại rượu đặc biệt tẩm vào vẫn không kéo ra được.
mà trong cái đó ông ta mới có tắt thở khoảng chừng có mấy chục giây thôi, bị co rút lại như thế này. Làm thế nào để chúng ta lý giải về phương diện gọi là khoa học hay là về phương diện pháp y? Dĩ nhiên là đâu có ai tiêm thuốc để cho chúng ta bị tê liệt hay là bị cứng ở chỗ đó mà dĩ nhiên không kéo ra được đâu. Hoàn toàn không có ai tiêm thuốc, bây giờ ta chết ở trong rừng. Và trước lúc đó thì là thế giới can thiệp để cho BBC vào quay ông. Mà ông này lạ lắm, ông ta cũng muốn cho mình được quay trên đài, đưa trên đài, nhưng mà ông ta kêu phải gửi cho tôi $5,000 tôi mới cho quay. Nghèo quá, trước đây hét ra lửa, tiền rừng biển bạc do các tổ chức chính trị cung ứng mà. Mà cái chết đó là vậy, khổ đau ghê gớm lắm. Rồi ông ta nói một cái câu rất là lạnh lùng: lương tâm tôi rất là trong sáng, cho nên tôi sẽ không bao giờ ân hận về những chuyện mà tôi đã mang lại cái chết cho rất nhiều người Campuchia. Cái đó là một cái điều đáng buồn, bởi vì ông là một Phật tử mà không hiểu được đạo lý của nhà Phật. Có lẽ là ông ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa, trên truyền thống đó, chứ còn không thật sự hành trì những giới pháp, con đường đạo đức, con đường tuệ giác mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Cho nên ông ta đã gây bất hạnh cho bản thân mình, và thông qua cái bất hạnh đó, ông ta đã để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác. Giờ đó là đối diện với trước cái chết đó, đã làm cho nhiều con người thức tỉnh. Nhưng mà có những tình huống đó đã làm cho con người trở nên quan cố hả? Rất là quan cố. Do đó để tránh những tình huống này đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải huấn luyện, phải thực tập để cho mình thoát khỏi những cái tình huống là trái ngàn, hoặc là gieo trồng cái nghiệp sát với một cái cường độ rất là lớn. Ví dụ như là khi chúng ta giết một cái kẻ thù này ngã xuống dưới cái mũi tên làn đạn của chúng ta rồi, ấy mà chúng ta vẫn chưa tha họ, chúng ta lại cầm thêm một cái tràng đại liên bắn tanh 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 tanh. Ví dụ như là tràng đại liên đó gồm có tất cả là 100 viên đạn, thì như vậy là cái nghiệp sát của chúng ta gia tăng lên 100 lần. Đừng tưởng là giết một người là chỉ một đơn vị sát sanh, không có. Đạo lý nhân quả đặt trên nền tảng dư vật lý dư tâm, và cái tâm là mấu chốt để làm cho cái giá trị của nhân quả gọi là hoặc là tốt thật là tốt, hoặc là xấu thật là xấu. Giờ đó là trong những tình huống chúng ta phải học lòng từ bi, để gì? Để chúng ta không bị rơi vào tình trạng này. Lịch sử Trung Hoa, lịch sử Việt Nam đã từng kể lại những câu chuyện có nhiều người chết nằm ở dưới mồ rồi vẫn còn chưa yên thân, người ta quạt mồ lên để ta giết lần thứ hai, giết lần thứ ba, giết lần thứ tư. Ở trong cái nền tâm lý học hiện đại của phương Tây, nó có một cái điều mà theo tâm lý học của nhà Phật rất nguy hiểm, người ta gọi là cái phương pháp gọi là xả hơi, venting. Giống như cái cách thức mà chúng ta tạo một ống khói cho một ngôi nhà, nếu không có ống khói này đó thì cái ngôi nhà đó không còn chất oxy để mà thở, cho nên phải phóng thích ống khói ra. Thì người ta nói là khi mà cái nỗi khổ niềm đau gia tăng, nó khống chế dòng cảm xúc của mình đó, mình phải phóng thích một cách này một cách nọ để cho mình bớt đi, bớt đau. Có người thì dạy là mình đẩy cái nỗi đau đó, cái cơn giận đó, sự trả đũa cái giết đó vào trong một cái bao cát. Ví dụ nếu họ là một võ sĩ, cứ đánh và liên tưởng rằng người kia là một cái bao cát đó, cứ đánh vào. Hoặc là chúng ta có thể liên tưởng nó như là một cái trái banh, chúng ta chọ nó vào tường, văng ra văng vô, rồi chúng ta lấy cái búa chúng ta đập xuống, nó nổ tung lên một cái không còn gì hết. Chúng ta hạnh phúc trước cái đó. Như vậy là thay vì giết người thật là chúng ta bị ở tù, thì bây giờ chúng ta giết cái người ở trong cái sự tưởng tượng của chúng ta thì chúng ta lại không bị ở tù, mà chúng ta lại vẫn thỏa mãn được cái nghiệp sát đó. Cho nên Đức Phật đã dạy đó là cái tâm niệm của con người trong sự sát hại đó đã quyết định cái vận mạng tuổi thọ, cũng như là hạnh phúc và khổ đau của họ và những người liên hệ trực tiếp với hành động đó. Do đó là chúng ta đừng nên vay một cái phương pháp venting, bởi vì cái đó rất nguy hiểm. Ở Ấn Độ đó thì nó có một cái thói quen, đó là họ làm ra những hình nợ. Nếu quý vị ghét ông thủ tướng này, quý vị chỉ cần bỏ ra khoảng chừng $100 thôi, rồi là thuê người ta làm cái hình nợ của ông thủ tướng nó trong vòng 2 ngày, y hệt luôn, không khác chút nào trên, là bằng rơm, mặc chiếc áo rồi gương mặt này nọ, lỗ mũi sao làm y hệt vậy đó. Rồi sau đó người ta mới ra ta biểu tình, trước khi gọi là giết cái hình rơm đó thì người ta mới tuyên án bằng cách là vạch tội từng cái tội, những cái xấu, những cái này nọ của người kia, ta nói ra cho mọi người nghe. Rồi họ nói là tôi là quan tòa, tôi xin gọi là tuyên án tử hình hôm nay. Rồi sau đó mỗi người cầm con dao đâm
lũng vô cái, đâm lũng vô cái, rồi sau đó chặt cái hình nộm nó ra thành nhiều mảnh, rồi tẩm xăng vào đốt lên. Nó những cái vệ tinh như vậy rất nguy hiểm. Vì cái đó đó, mặc dù chúng ta không giết người thật, nhưng mà tâm niệm giết người chúng ta đó có thể tạo ra sự giết người hàng loạt trong tương lai. Bởi vì cái tâm á là cái dẫn đạo, và cái hành động giết á nó chỉ là cái biểu hiện của sự dẫn đạo của tâm mà thôi. Do đó phóng thích cái lòng bực tức và sát hại trong trường hợp này đó, là một cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải tu tập rất là nhiều. Nếu như gọi là không may mắn phải làm những cái nghiệp, đó là cái nghiệp binh sĩ, nghiệp chiến sĩ, hay là cái nghiệp mà gọi là xử bắn người khác đó, thì chúng ta phải gieo rất rất nhiều từ bi. Bởi vì chỉ cần chứng kiến cái nỗi khủng hoảng đau đớn của cái người gần chết thôi, là chúng ta cũng đã mang những chứng bệnh tâm thần à. Và khi về già đó, không còn làm cái nghề đó nữa, thì bao nhiêu là cái nỗi gọi là oan hồn uổng tử nó quay quẩn xung quanh mình, quay quẩn ghê gớm lắm, làm cho mình bị khủng hoảng, và nó bị chạm cái dây thần kinh gọi là âm thanh, hoặc là chạm dây thần kinh của con mắt. Lúc đó đó mắt mình có thể bị mờ, mình có thể nhìn thấy một con gà vì đang bị chặt cổ một cái gì đó, mình liên tưởng rằng đó là người khác đang tới chặt cái đầu của mình. Nhiều người bị ảo giác đó lắm, vào giờ thiêng liêng quý vị hỏi, người ta nói, người ta kể cho mình nghe vanh vách những thứ này. Hoặc là mình tới mình cầm một cái phần quà mình tặng cho họ. Chúng tôi đã từng đi tới bệnh viện chợ quán để tặng họ một phần quà. Ấy thế mà họ nói xin đừng đem đồ thuốc độc đến cho tôi, đừng đem, họ bỏ họ chạy. Thì chúng ta biết rằng là cái phức cảm tâm lý trong con người đó có thể rơi vào một trong hai tình huống. Đó là họ có thể đã từng tẩm thuốc độc cho người khác chết, rồi khi mà bức rứt ăn hận lương tâm á, không có lối thoát đó, để vượt dậy cái nỗi khổ đau của mình á, họ bị rơi vào cái bế tắc, cho nên bị ảo giác, lúc nào thấy thực phẩm tặng mình là cứ nghĩ rằng người khác đem thuốc độc đến giết mình một cách tương tự. Hoặc là họ đã chứng kiến những người thân của họ bị người khác giết như vậy, chứng kiến nhiều quá, lúc đó họ không còn tin những gì mình thấy nữa, và họ nghĩ cái này là một cái gì đó thuộc về định mệnh, và cứ nhìn thấy những từ tương tự là họ liên tưởng tới những cái nỗi khổ niềm đau gia tăng lắm. Cho nên là sự liên tưởng trong cái chết đó làm cho cái chết diễn ra một cách rất là đau đớn. Chính vì thế mà nhà Phật dạy ở trong kinh đó, đặc biệt đó là kinh Tương Ưng, đó là mình quan tưởng cái giờ mình quán tưởng á, dòng cảm xúc của mình chỉ đơn thuần. Đức Phật dùng là chữ đơn thuần là dòng cảm xúc. Chứ chữ đơn thuần nó có ý nghĩa như thế này, có nghĩa là mình không để cho ý thức của sự phân biệt can thiệp vào. Mình cũng không để cho sự suy luận, tổng hợp, quy nạp, loại suy, nhận định, đánh giá tác động, chi phối. Và chỉ đơn thuần nó là một cái dòng chảy của cảm xúc thôi. Và lúc đó thì nỗi khổ niềm đau trước cái chết đó có thể có mặt, nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Đó là một trong những cái nghệ thuật mà Đức Phật dạy, đó là mình vô hiệu quá đó. Cái mà gọi là mang cho mình một cái khủng hoảng lớn nhất, và dĩ nhiên nó đòi hỏi đến cái sự tập trung, lòng an định rất là cao thì mình mới có thể làm thành công. Ở trong duy thức học có đề cập đến các khái niệm như là hiện lượng, mà nếu dịch ở trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng những từ là perception hoặc là intuition, tức là trực quan. Cái trực quan là một cái dòng nhận thức mà trong đó nó chưa có mặt của ý thức. Mà tâm lý học nhà Phật còn phân tích một cách chi tiết hơn nữa đó. Cái ý thức nó phân biệt một cách đơn giản thôi, nhận định đánh giá. Chẳng hạn như là khi nhìn thấy, chẳng hạn như chúng tôi đối diện trước quý vị, chúng tôi có thể nhìn thấy là anh ngồi đầu mặc cái chiếc áo vàng, chú ngồi sau mặc chiếc áo lam, các cô khác thì mặc chiếc áo lam, rồi những người mà áo hồng, áo nâu, áo đen vậy thôi. Chứ còn chúng ta không nói là cái áo vàng này đẹp hay là xấu, cái kia là kiểu Tây hay là kiểu Việt Nam, cái này theo thời trang hay là cái kiểu cổ điển, chưa có những cái tác dụng nhận thức đánh giá này. Thì cái đó nó thuộc về gọi là hoạt dụng bình thường của ý thức. Nhưng mà hoạt dụng nguy hiểm hơn là hoạt dụng của chấp ngã, mà tâm lý học nhà Phật thường gọi là manas. Thì cái này mới nguy hiểm. Thí dụ như là chúng tôi đã từng có một cái mặc cảm nào đó với một cái người mà người đó đã từng mặc chiếc áo vàng chẳng hạn, thì khi nhìn thấy cái anh mặc chiếc áo vàng là chúng tôi cảm giác là không thích rồi. Từ đó nó làm cho dòng cảm xúc của mình nó đi theo một cái hướng lệch lạc cơ gớm lắm.
hoặc là mình đã từng có một cái người yêu mà cái người yêu đó chỉ mặc một chiếc áo dài bà ba, chiếc áo dài Việt Nam hoặc là chiếc áo dài bà ba màu trắng thôi, thì bỗng dưng là mình thương người thương cả đường đi. Nó nhăn lớn cảm xúc lên. Cho nên hễ sau này gặp người nào mặc cái màu sắc tương tự hoặc là nhìn cái nhà được sơn phết cái màu tương tự là mình có thiện cảm, mình thích liền. Thì cái tình huống đó là nó đã kéo theo lòng chấp thủ của thức mặt na. Lúc đó đó là cái ảo giác liên tưởng về nỗi khổ niềm đau trước cái chết, nếu chúng ta không may mắn rơi vào nó sẽ gia tăng rất là lớn. Cho nên Đức Phật có dạy trong kinh Tương Ưng đó là mình chỉ quan niệm dòng cảm xúc, đơn thuần là một dòng cảm xúc, có nghĩa là nó không hề có hoạt dụng của ý thức, cũng không hề có hoạt dụng của cái thức mặt na chấp trước này. Lúc đó đó, dầu trong quá khứ chúng ta đã từng chứng kiến người bị giết, người bị chết, gọi là chết một cách tập thể, rồi chết một cái cách gọi là chôn, gọi là ngẫm đầu ngẫm chân không có thứ đó, hoặc là chết một cách là bầm chặt thân thể ra thành nhiều mảnh, chúng ta vẫn không để cho những hình ảnh đó hiện về tác động chi phối con người tâm lý của mình. Và lúc đó đó, cái dòng chảy của tỉnh thức và dòng chảy của sự an tĩnh mới bắt đầu được thiết lập ở trong tâm của chúng ta. Lúc đó đó, tất cả những thứ kia nếu nó hiện về thì bỗng dưng nó là một chất kích thích để lòng từ bi của con người hành giả được xuất hiện. Chúng ta quan sát rằng là trong cuộc đời này có nhiều người chết một cách rất bất hạnh, chết đến độ bây giờ không còn có người thân để đi gọi là thăm viếng mã mộ, chết đến độ người ta thân nhân rất là giàu có muốn tìm mà không tìm ra được xác, dù vận dụng đến các cái phương tiện rà soát tìm kiếm vẫn không ra được tung tích. Cho nên là liên tưởng những cái chết đó làm cho lòng từ bi chúng ta được gia tăng. Lúc đó đó, khi ra ngoài đường thấy một người vừa bị tai nạn nằm xuống là chúng ta có thể khởi lên lòng từ bi. Dĩ nhiên là thấy lòng từ bi đó nó phải lệ thuộc rất nhiều vào cái nền văn hóa mà chúng ta đang sống, luật pháp mà chúng ta đang có mặt. Ở Việt Nam thì mình có thể súng lại giúp người kia, nâng đỡ người kia, chở người kia đến bệnh viện. Còn ở Hoa Kỳ và một số nước phương Tây không dám làm chuyện này, phải không ạ? Nhưng mà không dám làm không có nghĩa là mình làm cho lòng từ bi mình bị chết đi. Mình làm bằng cách khác, làm đúng theo cái luật pháp mà người ta đang đặt ra. Cho nên cứ mỗi một hệ luật pháp đó, nó tạo thêm một cái hệ quả làm tác động đến nhân quả, làm cho nhân quả bị biến dạng theo cái thức này, theo một cái thức khác. Thì lúc đó đó, chúng ta cứ niệm thằng chú, nếu người này đã chết rồi thì khoan kêu gọi là 911 ha, khoan kêu cái đó, cứ lo niệm thằng chú rồi liên tưởng lòng từ bi, mong cho cái người đó đó được siêu sanh thoát qua. Rồi lúc đó hãy mở điện thoại ra gọi rồi để giúp người kia được an táng một cách an lành. Hoặc là thấy người kia bị ngã xuống thì mình đừng có súng lại liền, gọi điện thoại thôi. Và gọi điện thoại xong rồi chúng ta có thể nếu cần thiết làm nhân chứng để giúp cho cái sự công bằng được thiết lập. Có thể nó làm cho mình hơi bị phiền hà, nếu như cái sự thưa kiện nó kéo dài mà chúng ta cũng có thể nên làm, bởi vì cái đó nó rất là quan trọng. Nếu như ai cũng an phận hết trơn thì có lẽ là cuộc đời bất hạnh này nó diễn ra theo nhiều cách thức lắm. Ở nước Campuchia đó, ngày nay thì xe đó nó có hai dạng, xe có bản số và xe không bản số. Trước khi đi Hoa Kỳ thì chúng tôi có đi thăm viếng Campuchia, và chúng tôi đã được các sư của nước này giải thích tại sao mà các phần lớn, có thể đó là 3/4 là xe không có số. Bởi vì xe không số thì không phải đóng thuế. Cái thứ hai nữa là khỏi phải tốn tiền bảo hiểm. Cái thứ ba nữa là cái giá tiền của nó chỉ có 1/3 đó. Cái thứ tư nữa mà nếu như có đụng ai chết thì bỏ xe chạy luôn cũng không sao, vì khỏi bị bồi hoàn. Tức là đó là lý do tại sao người ta lại chọn cái này. Và luật pháp ở bên bển cũng chấp nhận cho chuyện xe không có số đó. Lạ kỳ như vậy. Cho nên trên đường chúng tôi đi lại chứng kiến một cảnh gọi là cán nát cái đầu luôn. Thấy rõ mồm một vậy mà mình không biết làm sao để mà. Rồi xe đó họ bỏ chạy. Dĩ nhiên là người ta phải bỏ để ta chạy lao theo một chiếc xe khác. Anh ta nhảy lên trên xe khác để anh ta tẩu thoát vậy đó. Giờ đó có thể chúng ta nghĩ rằng là nó có những lý do tâm lý khủng hoảng quá làm cho người ta không chấp nhận một sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Hoặc là chúng ta có thể sợ đến cái chết của mình do những người thân, những người đi đường bức xúc, khó chịu,
có thể làm cho mình gọi là thất đi bất lão. Nên các tài xế được huấn luyện khi tai nạn giao thông diễn ra là phải bỏ chạy, đừng có đứng sớ rớ, đó là nguy hiểm. Như vậy trong sự bỏ chạy á, nếu biết cách đó thì lòng từ bi chúng ta vẫn không mắc. Chúng ta chạy nhưng mà chúng ta vẫn phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đừng có chết nha, đừng có chết, vô bệnh viện tôi sẽ chia cái phần lương của tôi cho các vị. Quan niệm như vậy nó cũng trở thành một cái chuyển công đức tốt lắm. Mình chỉ biết người kia như thế nào, cứ chạy trước đi. Còn nếu mà người đó chết thì cứ niệm thằng chú quan sanh, nếu quý vị là hành giả của tịnh độ. Còn nếu là hành giả của các pháp môn khác thì mình có thể vận dụng những cái công năng tu tập của mình để chuyển về người kia, để cho sự ra đi của người đó đó không tạo thành cái nỗi quan khi với mình ở trong kiếp sau. Rồi khi mà biết được thân phận của người mà mình đụng rồi đó, thì chúng ta cần phải chịu trách nhiệm nó trước pháp luật. Chúng ta có trốn cũng không tốt đâu, tại vì trốn có thể làm cho mình an thân an phận trong giai đoạn hiện tại, mà nhân quả nghiệp báo đó nó là mình phải trả thôi à. Cho nên nếu có phải trả thì chúng ta cũng trả. Cách đây khoảng chừng 12 năm chúng tôi có xem một bộ phim mang tựa đề là Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi. Trong bộ phim này kể tới một nhân vật rất là bi đát, là một người phụ nữ có 5 đứa con. Chồng của bà ta là một người tài xế, tức là cả gia đình sống bằng cái đồng lương của ông tài xế này. Mà hôm nọ đó không ai, ông ta đã bị một chiếc xe hàng cát lủi mà chết. Thì cái người tài xế của cái xe hàng tạo ra cái nỗi quan khiên đó đó để trốn, và người ta đã không tìm ra được tung tích của ông ta. Ông ta đã đi qua một cái tỉnh khác của Trung Hoa để mà sống. Nhưng mà trước khi đi đó thì ông ta đã lấy cái thẻ gọi là identity card của người quá cố để biết về cái nơi mà ông người này đã có mặt. Ông ta cứ mỗi tháng như vậy đó, cứ âm thầm gỡ 3/4 cái tiền lương của mình về gia đình người đó. Mà cái bà này bà không biết là ai đã mở lòng từ bi đối với mình. Bà ta cảm động lắm, lúc đầu bà ta tính từ chối không nhận. Bà ta tính đem cái phần đó gửi cho các cô di viện. Nhưng mà nếu đem gửi cho cô di viện thì ai sẽ nuôi những đứa con của mình? Rồi ai sẽ nuôi cả gia đình của mình? Cho nên bà ta chấp nhận, nhưng mà thầm mang ơn người này nhiều lắm. Nhưng mà người đó đã tạo ra nỗi quan kia của bà cho gia đình của bà. Cho nên là chúng ta có thể học những cách thức như vậy để chúng ta có trách nhiệm về đạo đức. Và nếu chúng ta bản lãnh để chúng ta trả lại những cái phần mà chúng ta đã vô tình mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, thì trong tương lai nhân quả của chúng ta nó khỏe. Khi mà mình còn khỏe, còn có sức lực, còn cái cơ hội để tạo được đồng lương, thì mình cứ mạnh dạn đối đầu với cái hệ nhân quả và mong cho các cái hạt giống xấu mình gieo trồng ở đời hiện tại nó trổ đi, trổ càng nhiều càng tốt. Trổ đến độ mà dân gian thường gọi là đổ nghiệp á. Tôi sợ, tôi trời ơi, tôi phát tâm bồ đề mà tại sao những cái chuyện quan khiên quán trái nó dồn dập quá. Nhiều người khủng hoảng rồi chào Đức Phật luôn, nói bạch Như Lai Thế Tôn, con kính ngài lắm nhưng mà cho phép con đừng tới chùa nữa. Đừng là Phật sự nữa. Như vậy là chúng ta chưa hiểu được đạo lý nhân quả, chưa hiểu được đạo. Chúng ta hãy mạnh dạn đối diện, bởi vì không trả trước thì cũng trả sau thôi. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái quy luật của vấn đề mà nợ đó mà, thì càng để lâu thì phải trả cái tiền phần trăm nhiều hơn thôi. Cho nên cứ mạnh dạn thì nỗi khổ niềm đau nó được tắt, nó được giảm, nó được chuyển hóa, được thay thế, được biến dạng. Cái đó mới thật sự là tốt. Còn bằng không á, thì chúng ta sẽ khó có thể thành công ở trong cuộc đời. Như vậy là đối diện với cái chết á, là một trong những cái cách thức mà nhà Phật dạy mình phải có một cái bản lĩnh. Bản lĩnh rất là rõ. Bản lĩnh này khởi đi từ cái nhận thức tuệ giác rằng chết là một sự thật, chết là một quy luật, chết là cái mà ai cũng phải một lần trải qua. Có thể người trải qua ở tuổi 80, 60, 40, 50, hay là có những người trải qua ở cái tuổi là 1 ngày, 2 tháng, 3 tháng, 5 năm, 7 năm, vân vân. Cái chuyện nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mình. Nhưng mà trải qua như vậy là chắc chắn phải có. Do đó mình phải ý thức như thế này, mình có thể lấy những cái lời mà Phật dạy trong kinh đó. Chết là một quy luật, cho nên tôi không bao giờ mong mỏi rằng tôi vượt khỏi cái chết. Đó là một cái điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi, là bệnh tật khổ đau là một quy luật,
Cho nên tôi không bao giờ mong mỏi rằng tôi không bị bệnh tật và khổ đau. Mà khi mình nói là tôi không bao giờ mong mỏi tôi thoát khỏi cái bệnh tật và khổ đau hay thoát khỏi cái chết đó, thì cái chết đến với mình đó, mình không nhân mà cường điều nó lên. Có nhiều người cương điều cái chết quá, lúc đó bức xúc họ có thể hoảng hốt, là gọi là gào thét, đập ngực, bứt tóc, bỏ ăn, mất ngủ. Rồi chính những trạng thái mà lo lắng đó đó đã làm cho thân bằng quyến thuộc, thân nhân còn lại đó cảm xúc theo. Và cái cảm xúc đó làm cho tiến trình tái sanh của người ra đi sẽ không bao giờ được tốt đẹp. Cho nên đứng trước cái chết, nếu như người thân của mình đã từng là những người biết làm lành lánh dữ thì mình phải mừng chứ đừng có khóc. Chúng ta phải ăn tiệc, nói theo nhà Phật là phải ăn tiệc. Nhưng mà cái chuyện đó nó có dễ dàng thực hiện không? Không. Bởi vì phong tục tập quán á, người ta dạy là khi ra đường thấy một người qua đời đó, đi ngang qua là chúng ta phải dỡ cái đón lên để chúng ta chào tiễn biệt. Rồi trong tang chế là chúng ta phải ăn mặc một cái bộ đồ rất là giản đơn, không còn thiết gì đến cuộc đời này nữa, để chúng ta bày tỏ tấm lòng tất cả của mình đối với những người qua cố. Cho nên nếu mà mình cười mình mừng, người ta nói là chắc người này điên không dừng. Nhưng mà chúng ta mừng là bởi chúng ta biết rằng là người thân của mình đã từng làm lành, đã từng tạo công đức, đã từng làm Phật sự, đã từng đi chùa, đã từng làm từ thiện, đã từng tu tập chuyển hóa. Nói chung là đã từng có pháp môn. Cho nên chắc chắn rằng cảnh giới tái sanh của người đó phải là tốt lắm. Mình mừng là mừng cho đó, chứ mừng đừng có kêu khá là bỏ đó. Khi nghe tin Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, cái phản ứng lúc bây giờ rất đa dạng. Có nhiều người chẳng hạn như A Nan, họ run cầm cập bạch Như Lai Thế Tôn, xin ngài đừng ra đi, xin ngài đừng ra đi, ngài ở lại đi, ngài mà ra đi chúng con sẽ không còn chỗ nương tựa nữa. Các vị thánh A La Hán cứ điềm nhiên bình thường, bởi vì họ biết rất rõ tại sao Như Lai phải ra đi. Bởi vì những gì ngài cần nói cho cuộc đời, ngài đã nói hết 49 năm, nói theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông. Kinh điển, phương pháp, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau đầy hết rồi. Cho nên có ở lại đi nữa thì ngài cũng không nói một cái điều gì khác hơn. Do đó ngài ra đi để tạo một cái sự nuối tiếc về tâm lý. Và sự nuối tiếc này đó làm cho những người còn lại phải cố gắng hành trì để được lợi ích. Do đó họ rất là thản nhiên. Rồi khi ngài qua đời đó thì ngài A Nan đã khóc nức nở. Ngài A Nậu Lâu Đà nói rằng: A Nan à, ông đừng có khóc. Ông mà khóc các Phật tử sẽ khóc theo. Mà khóc theo như vậy thì người ta sẽ nói rằng là Như Lai Thế Tôn dạy đạo lý gì mà đứng trước cái chết mà bao nhiêu người phải nhỏ như giọt nước mắt. Mà Như Lai Thế Tôn đã làm biết bao nhiêu công đức cho cuộc đời, được xưng là bậc thầy của trời người, được xưng là cái cội nguồn của công đức, cội nguồn của phước báo. Cho nên không nên khóc. A Nan vẫn cứ khóc. Do đó là trong những cái biến cố của cuộc đời đó, chúng ta biết được cái tần số tâm linh của mình đang ở mức độ nào. Chỉ khi mà chúng ta bị biến cố chúng ta mới biết. Còn đang ở trong trạng thái an tường, thảnh thơi, hạnh phúc, thuận lợi, thành công, mình không biết được đâu. Cái ảo giác rằng là mình an toàn đó, nó khống chế cả cái thân thể, cảm xúc của mình. Do đó phải thí nghiệm, lâu lâu phải thí nghiệm. Chính vì thế mà Đức Phật dạy cứ thỉnh thoảng á, tới những cái khu mồ mả, cái tu thiêu tập thể hay khu điểu tán, để chúng ta quan sát về cái chết, quan sát về cái chết để coi rằng là mình có sợ nó hay không. Và một trong 10 hạnh đậu đà Đức Phật cho phép đó, đó là ngủ hoài gò mã, ngủ chung với các sư gò mã ngày xưa, không phải như bây giờ đâu. Vì cái nền văn hóa của Ấn Độ không hề có chôn, mà chỉ có điểu tán. Điểu tán là thú rừng ăn thịt xong rồi đó, nó còn là những cái đốt xương, những cái lầu sọ đó, mình ra mình nằm kế bên đầu sọ. Mà nếu ai có cái thói quen mà ưa ôm gối mà ngủ thì cứ ôm đầu sọ mà ngủ, ngon lành lắm, hạnh phúc lắm. À, thì đó là cái cách thức để gì, để chúng ta không có bị sợ hãi về cái chết. Tức là nhà Phật dạy là phải đối diện với nó, đừng chạy trốn. Chạy trốn thì cái chết nó càng gia tăng. Các ông tướng hiên ngang ngoài trận ấy thế mà không có bị gì hết trơn á. Còn những người mới bắt đầu nhập ngũ đó, nghe khói súng là sợ rồi, nghe tiếng súng hoảng hốt, trốn chua trốn nhủi gì mà miệng nó cứ tìm ngay mình nó thả lên nè, chết. Binh sĩ chết nhiều, tướng thì chết hết, lại vậy đó.
Cho nên đó là có bình tĩnh thì chúng ta mới đối phó được với những tình huống trái ngang của cuộc đời. Do đó là theo tinh thần của nhà Phật là đừng bao giờ chúng ta khóc trước những cái chết. Dĩ nhiên là chúng ta để cho hạt giống từ bi nó trưởng thành, nảy mầm ở trong lòng của mình. Có thể mình không nói ra, nhưng mà khi mình thấy người khác chết á, mình quán tưởng và mong cho người đó được siêu sanh thoát quá. Nên đó lúc tâm mình bị chai lì. Đó là mình thấy người thân á, thì mình nhỏ nước mắt. Một người thôi là mình nhỏ nước mắt à. Còn nghe cái sự kiện 175.000 người bị sóng thần cuốn đi, hay là những cái trận động đất như là ở Ấn Độ vào năm 2000 ở Gujarat đó, 75.000 người chết, thì chưa chắc là chúng ta đã xúc động đâu. Hoặc là chúng ta vẫn biết các phương tiện thông tin đại chúng vận động trên khắp thế giới để ủng hộ, để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, chưa chắc chúng ta đã hưởng ứng. Do đó là chúng ta biết là như vậy, là cái tình cảm mà chúng ta dành cho người thân của mình đó, nó chỉ là bản chất của cảm xúc tình người là hết, chứ nó chưa có mặt mũi của lòng từ bi. Và khi có mặt mũi lòng từ bi là mỗi lần mà chúng ta nghe người khác chết, biết những sự kiện chết trái ngang khổ đau đó, thì bỗng dưng là lòng từ bi chúng ta sẽ được truyền đến những người đó bằng những cách thế mà mình đang có. Có thể là bằng tịnh tại, có thể là bằng tịnh Phật, có thể là bằng tấm lòng, có thể là bằng sự cầu nguyện, có thể là bằng những sự vận động người khác, gọi là cùng hỗ trợ để làm cho những cái công việc chung của cuộc đời. Đối diện chú cái chết như vậy đó, thì rõ ràng cái chết không là một nỗi sợ hãi mà là một cái chuyện rất là bình thường. Dĩ nhiên chúng ta có thể quan niệm đó giống như tình trạng là chúng ta gọi là cởi một chiếc áo, thay đổi một chiếc xe, từ một xe cũ trở thành xe mới thôi, thoải mái hơn. Mà nhất là xe Mercedes, Mercedes của Đức thì ngon lành. Chúng ta chở chiếc xe đó là chiếc xe của một cái kiếp sống, có thể là trên thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là chiếc xe đó trên một cái kiếp sống của Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hay là nếu như có nhiều người có những cái nguyện vọng đặc biệt dấn thân đó, có thể trở thành chiếc xe nhân bản, tức là một nhà sư, một sư cô, một người dấn thân gọi là cộng đồng và xã hội để làm chia sẻ lợi ích cho những người khác. Như vậy là cái chiếc xe mới đó nó mới toanh mặt, nó có những cái động cơ mới, có thể không phải là chỉ 4 ngựa, 6 ngựa hiện tại, mà có thể là thành 20 ngựa, 30 ngựa, trở thành những cỗ xe đại thừa. Chẳng hạn như những cái loại tàu có thể chứa hàng ngàn người, phải không ạ? Hoặc là những cái chiếc máy bay loại gọi là Cathay Pacific phải 400 chỗ chứ không phải là những loại xe máy bay nhỏ nhỏ hai mấy chỗ ngồi, thế như vậy. Thì như vậy là thấy được chuyện đó đó thì bỗng dưng là chúng ta sẽ rất là an nhiên tự tại trước sống và chết. Và an nhiên như vậy đó thì ý nghĩa của sự tu hành mới được bằng không á. Lúc đó chỉ có một nỗi sợ hãi và ra đi trong sự sợ hãi này, cảnh giới tái sanh chúng ta rất là mù mịt. Xin kết thúc tại đây. Bây giờ là đến cái phần vấn đáp trao đổi. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên hệ đến đề tài, hoặc là bất kỳ những câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học, nhưng mà nhớ là đừng hỏi về chính trị tại vì nó không có giá trị. Bây giờ xin quý vị nêu câu hỏi. Muốn sống an vui, chết an lành thì học theo Phật. Đức Phật là Pháp Phương, mà tức là bậc thầy của tất cả những con đường đạo lý, bậc thầy của đạo đức, bậc thầy của tuệ giác. Còn tất cả các vị Pháp Sư đó chỉ mới học được 1-2 ngón nghề của Phật. Trong khi đó Phật có vô số ngón nghề nhiều lắm. Vì đó quý vị có thể tự học cũng được, học những ngón nghề trong đó đó, trong kinh đó, bằng cách là đọc kinh và hành trì. Thì chúng ta sẽ chắc chắn là mình sống một cách rất là thông dong, thoải mái thôi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là các vị cao tăng khi qua đời đó chết nhẹ nhàng lắm. Có thể thỉnh thoảng có một số vị bị hôn mê do những cái chứng bệnh ung thư đó, nhưng mà tin chắc rằng là các ngài ra đi nhẹ nhàng lắm. Quý vị có thể kiểm chứng cái đó bằng cách là mình nhìn vào thân thể của các ngài, cái tư thế mà ra đi đó nó phản ánh một phần về cái cách sống. Ví dụ nằm thoải mái chứ không phải nằm co rút, hay là cái cặp mắt đó, khép lại đó, chứ không có mở ra. Còn mở ra là còn nhiều điều chưa có thỏa mãn, chưa được thực hiện, cho nên khó đi lắm. Thì đại đa số có thể nói các nhà sư ra đi một cách rất là thoải mái, thanh thản. Bởi vì từ nhỏ mình đã được học những cái kỹ năng để vượt qua khỏi những nỗi sợ hãi của cái chết. Những kỹ năng đó là người tại gia có thể học được.
và học một cách có thể rất là thành công. Ở đây có một cái câu hỏi, đó là nghiệp lực và nhân quả có thể giải trừ được hay không? Xin nêu một vài ví dụ. Dĩ nhiên là nhân quả là một tiến trình, và nghiệp lực đó là động cơ của tiến trình đó, tức là năng lực hành động để tạo một cái tiến trình khi được gieo có một cái kết quả. Và muốn kết quả đó được diễn ra đó thì dĩ nhiên nó phải có rất nhiều yếu tố. Cho nên đó, nếu chúng ta muốn ngăn làm đứng lại một sức sống của một cái hành động nào đó đó, thì trước nhất là chúng ta phải có ý thức chặn đứng. Và cách thức chặn đứng cụ thể nhất đó là chúng ta gieo trồng những hạt giống mang tính cách đối lập thôi. Ví dụ như là trước đây mình đã từng có cái lòng bỏng sẻn, keo kiệt về sở hữu tài sản, và không bao giờ sẵn sàng chia sẻ cho những người đang có nhu cầu và thiếu thốn. Và bỏng sẻn ở chỗ là chúng ta sợ người khác cướp của mình, đánh mất của mình, hoặc là khi mất một cái gì đó mình khổ đau ghê gớm lắm. Và cái quy luật của lòng bỏng sẻn đó nó có thể mở rộng biên cương bờ cõi qua cái dạng thức của tâm lý, chẳng hạn như thông qua nhận thức, kiến thức, những cái ngón nghề mà mình có được hầu như mình không bao giờ muốn cho ai biết đó, trở thành đặc quyền, hoặc là trở thành gọi là gia truyền, hoặc là trở thành là bí truyền, vân vân và vân vân. Thì mình biết rằng là cái dòng nghiệp lực này nó sẽ đẩy mình vào trong một cách thế, đó là mình có mặt trong cuộc đời, có thể mình trở thành rất là nổi bật, bao nhiêu người ca tụng bởi sự thành công đó. Nhưng mà khi mà mình lâm vào những hoàn cảnh khó khăn đó thì chắc chắn rằng mình sẽ bị bế tắc, vì không ai giúp mình cả. Như vậy là cái dòng nghiệp lực của cái sự bỏng sẻ về kiến thức đó nó làm cho mình á, về sau này nếu bị sao cho thất thế rất là bi đát. Hoặc là những cái tình huống khác, chẳng hạn như là mình tái sanh đi làm một cái đời sống mới, thì người đó có thể gọi là có phương tiện của sự học nhưng mà bị người khác cản phá, học không thành công. Hoặc là nỗ lực học thì phương tiện này không có, tức là nó không bị trở duyên này thì bị cản lực nọ đẩy khoanh dung, làm cho mình không phát triển, không tiến sâu tiến xa được đó. Thì khi mình hiểu được như vậy thì lúc bây giờ nhà Phật dạy là mình gieo trồng một hạt giống đối lập của lòng bỏng sẻn, đó là lòng vị tha. Dĩ nhiên lòng vị tha này nó liên hệ đến sự bố thí và cúng dường trước nhất. Và bố thí thì nó có đến 3-4 loại hình: bố thí sở hữu tài sản, hoặc là bố thí về lời hay ý đẹp của mình có, rồi là chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học và hành trì, hoặc là dấn thân hỗ trợ tùy hỷ tán dương công đức của những người làm lành, hoặc là khuyến khích người khác là ủng hộ trong một chương trình từ thiện, hay là các cái công việc Phật sự rất là lớn và có lợi cho nhiều người. Như vậy là khi mà chúng ta dấn thân một cách trực tiếp như vậy đó, là cái tâm vị tha của mình nó mở ra, và mình đã gieo trồng một cái hạt giống gọi là đối lập lại với cái sự bỏng sẻn. Vì vậy nếu như mình gieo trồng cái hạt giống bỏng sẻn là 10 điều tên đi, ví dụ vậy, thì chúng ta chỉ cần gieo trồng là ít nhất là phải là 21 điều tên thì chúng ta mới đẩy lùi cái nghiệp lực kia, chặn đứng nó lại, làm cho nó không trổ quả được. Cái cản lực đó nó làm cho cái xấu trong quá khứ bị đổi chiều. Quy luật tác động của nhân quả được diễn ra theo một cách thế là loại trừ lẫn nhau. Cái gì mạnh á, cái đó thành công, cái đó khống chế, cái đó phủ trùm. Nó cũng giống như quan hệ đối tác giữa con người với con người, phải có người bị phủ trùm, rồi cái người phủ trùm, người lệ thuộc, người chủ động, người tránh, người phụ, người ẩn, người hiện, người mặc nổi, người mặc nội dung. Nó phải là như vậy. Thì trong quy luật tương tác của nhân quả giữa hai cái đối lập, nó cũng diễn ra theo một cách thế giống như vậy. Tức là muốn chấm dứt dòng nghiệp lực của một cái gì đó xấu trong quá khứ thì chúng ta phải gieo trồng ít nhất là bằng với cái năng lượng đó. Và tốt hơn là chúng ta có thể gieo trồng gấp 2 lần, gấp 3 lần cho đến gấp 10 lần. Như vậy là khi chúng ta hồi đầu đó với những cái hành vi mới này đó, nó sẽ làm cho cái quả của cái nhân mà cái nghiệp lực đang được diễn ra bị khựng đứng lại, và do đó nó trổ ở một cái mức độ đơn giản hơn. Nghĩ gì chỉ như là nó không bao giờ mất. Nhân quả không bao giờ mất, nhưng mà nó có thể được diễn ra ít hơn nếu chúng ta biết cách để chuyển hóa nó. Ở trong cuộc đời của Đức Phật, chúng ta đã từng biết rằng Ngài đã từng bị du khống, chẳng hạn như là gọi là cưỡng dâm một thiếu nữ
tên là Tôn Đà Ly, rồi giết thiếu nữ đó chôn sống ở trong khuôn viên của tỉnh xá Trúc Lâm. Chỉ sau mấy ngày khi cấp cô độc đã cúng dường cái khuôn viên đó cho tăng chúng tu học, và ngài cũng đã từng bị người khác vu khống chỉ trích, rồi bị A Sa Thế phối hợp với Đề Bạt Đạt Đa lăng đá vân vân. Tức là chỉ cần nhìn thấy những sự kiện liên hệ đến cuộc đời thật của Đức Phật, chúng ta biết rằng là nhân quả đã giao tròn thì không mất đâu, mặc dù ngài vẫn được tôn xưng là bậc trọn vẹn về phước báo và trí tuệ. Nói như vậy không có nghĩa là nghiệp của ngài đã làm trong quá khứ là kết thúc đó, không có, nhưng mà nó giảm, thay vì những nghiệp sát đó có thể làm cho ngài bị mất mạng qua đời, nhưng nó chỉ là chầy xước da chút xíu là hết đó. Bởi vì cái cưỡng lực mới mà ngài đã gieo đó, đó là những hạt giống của tuổi thọ, rồi của sức khỏe, rồi của tình thương, của lòng từ bi, của sự bảo vệ mạng sống, cho nên nó đã chuyển hóa gần như là chỉ còn lại 1-2% thôi. Cái đó phải gánh lấy thôi chứ không cách nào hết được. Còn những lời thị phi thì dĩ nhiên là chúng ta phải chịu, bởi vì có những lúc là nó không thuộc về nghiệp của mình, nhưng mà nó thuộc về cái sự gieo nghiệp của người khác. Chúng ta không phải là người lãnh lấy cái quả, mà người đang gieo nghiệp với mình. Cho nên có những tình huống chúng ta phải biết là những cái đó thuộc về hiện tại chứ không thuộc về quá khứ. Nhà Phật nói, nếu tất cả mọi sự vật diễn ra may mắn, bất hạnh, khổ đau, hạnh phúc, thành công, thất bại, hên xui đều là do quá khứ, thì người đó sẽ không bao giờ có ý định thay đổi cuộc đời của mình hết. Không bao giờ làm mới. Và đó cái chủ nghĩa của đạo đức sẽ bị đẩy lùi trong bóng tối. Cho nên Đức Phật nói là cái nhân quả nó quyết định đến 70% ở trong mấu chốt của đời hiện tại, còn 30% của quá khứ đó, nó trở thành nghiệp lực, tức là một cái lực thúc đẩy thôi. Mà chúng ta có thể diễn dịch nó theo cái ngôn ngữ của vật lý, đó là quán tính, cái sức đẩy của chúng ta về phía trước. Ví dụ như cái chiếc xe gọi là cuộc sống của chúng ta trong sinh tử luân hồi đó đang chạy với tốc độ là 65 mai một giờ. Và bây giờ khi chúng ta hiểu được đạo lý, chúng ta hiểu được hạnh phúc, chúng ta hiểu được giá trị của những cái đó đối với mình và người khác, cho nên chúng ta dừng lại, chúng ta gọi là đạp vào cái thắng để cho cái dòng chảy của nghiệp trong quá khứ thuộc về sanh tử luân hồi nó dừng lại. Mặc dầu thân chúng ta đã dừng, nhưng mà cái khuynh hướng đó nó vẫn đẩy chúng ta về phía trước tùy theo tốc độ mà chúng ta đang chạy ở trên cái con đường sanh tử đó. Như vậy quán tính này nó chính là một cái dòng chảy của lực nghiệp, và dòng chảy đó theo đuổi chúng ta từ lúc mà chúng ta mới lọt lòng. Cái đó trong nhà Phật gọi là câu sanh, tức là nó hiện hữu, sanh là có hiện hữu, có mặt, xuất hiện đồng lúc mà cái thức tái sanh của chúng ta vừa kết thúc mạng sống ở một thời điểm A, ở một cái nơi A, nhập vào mạng sống mới ở trong bào thai của một người mẹ, thì lúc bấy giờ tất cả những cái dòng chảy đó nó chè thai chúng ta. Cho nên cái này nó không mất, nhưng mà chúng ta có thể chuyển hóa đó theo cái cách thức tích cực để chúng ta có được những giá trị của an vui và hạnh phúc. Khi hiểu được như vậy thì bỗng dưng là mỗi người hành giả cần phải có trách nhiệm đạo đức về những gì mình làm, đã làm và sẽ làm. Nếu đã làm thì có bản lãnh tinh tấn sửa đổi theo cái công thức mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, đó là những nghiệp xấu đã làm xin từ bỏ, không bao giờ tái phạm trong tương lai. Còn những nghiệp xấu chưa làm sẽ không bao giờ làm. Còn những cái mà chưa có phải là tốt đó, cần phải nỗ lực trong tương lai ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn. Còn những chuyện đã tốt rồi thì làm cho nó tốt nữa chứ không dừng lại một chỗ. Theo cái hướng đó đó là tu cho đến lúc mà thành Phật rồi vẫn còn tiếp tục làm Phật sự. Cái người nói đó giờ tôi làm Phật sự nhiều lắm rồi, bây giờ có thể ngồi nghỉ hưu trong tu tập, không muốn làm nữa. 30 năm làm Phật sự cho chùa rồi, gắn bó biết bao nhiêu ngôi chùa, chỗ nào mà kêu gọi vận động xây dựng các chùa làm Phật, ấn tống kinh điển hầu như là không bao giờ thiếu mặt mình hết. Cho nên cái sự có mặt trong từng cây số với công đức đó là có thể làm cho mình ngủ quên ở trên chiến thắng. Mà chính Đức Phật đã thành Như Lai Thế Tôn rồi, ngài vẫn tiếp tục làm. Hằng ngày ngài vẫn ngồi thiền. Quý vị có thể ngạc nhiên, Như Lai Thế Tôn đâu còn phiền não nữa, đâu mà ngồi thiền. Bây giờ ngài ngồi không phải để chuyển hóa phiền não nữa, mà là ngồi để làm gương cho người khác chuyển hóa phiền não, để cho người khác bắt chước. Bởi vì nó là một cái mô hình giáo dục không lời hay lắm. Do đó đó là mình biết rằng là mình hiểu hết kinh điển. Quý Phật tử sau khi đi chùa thời gian hiểu kinh nhiều lắm,
làm Phật sự nhiều lắm, thậm chí làm còn nhiều hơn quý thầy nữa. Có nhiều người làm nhiều hơn, tu một ngày 90 giờ nhiều hơn nữa, nhưng mà vẫn phải gọi là làm gương cho con cháu của mình, làm cho đến lúc nào mình nhắm mắt thôi. Nhắm mắt rồi còn phải di chúc lại, còn ráng làm cái chuyện đó nha. Là mình con không làm mẹ buồn gì lắm, ba buồn lắm, cho nên sợ ba buồn mẹ buồn, con cái phải làm. Như vậy con cái sẽ tiếp tục được công đức. Như vậy là một trong những cách thức để chặn đứt được cái dòng nghiệp luật, và làm hạn chế một cách tối đa cái quả đã chỗ, cái quả sẽ chỗ. Thì cái tốt nhất là chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đối lập với một cái cường lực lớn hơn, với một cái công suất to hơn, với một cái khối lượng, trọng lượng nặng hơn nhiều, thì chúng ta mới có thể chuyển được nghiệp. Thì sẵn đây chúng tôi xin giới thiệu quý vị là chúng tôi đã có giảng một số bài giảng, tất cả là 7 bài giảng về cái hạnh bố thí đó, như là một trong những cách thức để chuyển hóa cái lòng bỏn sẻ và tham lam, và tu tập theo một cái góc độ đó là bố thí không phải là để tạo công đức, mà bố thí để hoàn thiện nhân cách con người của mình, bố thí để hoàn thiện lòng từ bi ở trong mình, bố thí để thấy được rằng là mạng sống của con người là quý báu, và thì có thể tham khảo cái đó để thấy nó là một trong những cách thức để chuyển nghiệp. Thì những cái bài giảng đó đó chúng tôi sẽ gửi cho cô Từ Vi Quyền, cô Trúc Hảo, rồi cô An Hạnh. Quý vị có thể liên lạc, thì tất cả nó gồm có đến 7 bài giảng hồi năm ngoái chúng tôi giảng tại chùa Hải Đức ở Jacksonville, Florida. Ngoài ra thì còn có 3 bài giảng về gọi là thay đổi vận mệnh, nó cũng liên hệ đến cái vấn đề mà nghiệp lực với nhân quả đó. Rồi những bài giảng thuộc về gieo trồng hạnh phúc an lạc, buông bỏ khổ đau. Tính ra hết tất cả những bài đó nó khoảng là 21 bài, nằm trong tất cả là 18 đĩa CD. Và ngoài ra thì nó còn có những đề tài khác nữa, thì tổng cộng khoảng 100 bài giảng. Thì quý vị có thể tham khảo thêm, chứ còn mà trình bày hết thì nó không có thời gian. Bây giờ thì quý vị có thể nêu câu hỏi khác. Dạ mời cô. Cô ngồi tại chỗ khỏi quỳ lên. Dạ. Này con đi, mà con có cái cá nhân con đang có cái nỗi khổ. Con muốn nhờ thầy giúp con để con chuyển hóa cái nỗi khổ của con. Và với lại con giúp con gái của con có đứa con gái, năm nay cháu được 35 tuổi. Mà cháu là có con 6 tuổi, cháu nó ngoan ngoãn rồi, cũng không có bệnh gì, mà tại sao cháu nó chỉ nóng lên rồi nó cũng ngã ra nó chết đó. Thì bây giờ thầy dạy con cách nào để con khuyên con của con, hay là chính bản thân con giải nghĩa tại sao mà con có cái nghiệp nặng của gia đình con, hay cái nào mà thằng cháu nó ra đi như vậy, là cái nghiệp giữa con với thằng, gia đình con với thằng cháu là thế nào? Quý vị nghe hết câu hỏi được không ạ? Chúng tôi xin kể một cái câu chuyện nó mang tính cách là tương tự về nội dung trong thời của Đức Phật. Có một người vô tình làm việc lành mà mang lại rất nhiều sự ghét bỏ và chống đối của nhiều người khác. Sự đố kỵ đó đã làm cho người ta không kiềm được lòng sân hận và giết cái người đó bằng một mũi tên. Dĩ nhiên là rất may cái mũi tên đó không đâm thủng vào trong tim, mà chỉ đâm thủng vào trong bụng. Ở trong bụng nó không trúng ruột gì hết trơn, cho nên người đó chỉ bị trọng thương thôi, không chết. Lúc đó người đó gào thét lên, mới nói là ai là tác giả của cái việc giết này, tôi phải biết người đó, tôi phải trả thù người đó, tôi phải làm thế này thế nọ. Đức Phật khuyên rằng nếu như mà mình có cái tâm niệm đó trong lúc cái cơn đau đang khống chế mình thì mình sẽ chết trước khi mình phát hiện ra được ai là tác giả. Cho nên tốt nhất là bây giờ chúng ta phải nhổ cái mũi tên đó ra, nhổ có phương pháp. Mà thường khi mũi tên nó xuyên thủng qua con người chúng ta đó, cái cách thức tốt nhất để nhổ không phải là chúng ta giật ra, vì mũi tên nó có cái chiều ngược lại, là càng giật thì cái nỗi đau, cái dần xé, cái vết thương nó sẽ lớn. Tốt nhất lúc đó là chúng ta cầm ngay cái đầu lưng ngoài sau này nơi có mũi tên á, chúng ta giữ chặt, chúng ta bẻ cái đầu mũi tên nó ra, bẻ gãy mũi tên rồi thì hãy rút cái cây ra, thì chúng ta sẽ được an toàn. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, khi chúng ta bị cái mũi tên của sống chết
nó bắn vào ở trong cái lòng thương cảm của chúng ta với tính cách là những người thân. Mà nếu chúng ta phân tích rằng là không biết là cái nghiệp gì, quan trái gì trong gia đình của mình mà đứa con của mình mới chết như thế này, thì rõ ràng chúng ta sẽ khó thoát khỏi nỗi khổ niềm đau lắm. Cho nên tốt nhất là trong tình huống đó đó là chúng ta tổ chức lễ cầu siêu, hoặc là nếu như chúng ta thương đứa bé, đứa cháu và người mẹ thương đứa con thì tạo công đức, chẳng hạn như là giúp đỡ trẻ cô nhi bởi vì nó là một đứa bé đó. Giúp đỡ rất nhiều đứa cô nhi mồ côi và nhất là những trẻ em khuyết tật đó. Và khi làm như vậy mình đừng có cần hồi hướng gì cho đứa con, đứa cháu của mình trơn, chỉ mong rằng là hạt giống tình thương này mong rằng sẽ góp một cái phần mang lại hạnh phúc cho những người mà mình đang giúp đó. Đó thì khi mình làm mà mình có liên tưởng đến đứa con mà ta, chứ không cần hồi hướng, không cần mang động cơ để giúp cho đứa con của mình, thì chắc chắn cái phước đó đó nó sẽ được tụ thành dưới dạng tức là một năng lượng phước báo, và năng lượng này sẽ giúp cho cái người con, người cháu quá cố của mình đó, tái sinh trong một cảnh giới đẹp. Cái thứ hai nữa đó, nếu chúng ta là những người hiểu đạo đó, thì khi người kia qua đời chúng ta phải tâm niệm, nếu như lúc đó không có thầy, không có quý sư cô, không có những người bạn đạo, nói chung là không có những người hộ niệm đó, thì chúng ta phải tự hộ niệm, đó là chúng ta mong cho người kia là thoát khỏi cái kiếp khổ đạo gọi là chết yểu đó, để tái sinh trong một cảnh giới rất là an lạc. Và trong cảnh giới an lành đó, người đó sẽ có cơ hội, có điều kiện phát huy để sống đạo đức của mình tốt hơn. Cái giao cản tâm thức trong lúc mà cái người vừa quá cố với một người thân là chuyện có thể thiết lập được. Và người nào được xem là thân nhất với người đó đó, thì cái tác dụng giao cảm để thiết lập một cái tần số giữa cái đài tâm của chúng ta và đài tâm của người kia. Cho nên là nếu như người bà ngoại là thân nhất với đứa cháu thì bà ngoại phải đóng vai trò đó. Nếu như người mẹ là người thân hay là đứa người cha, và nếu tất cả những người này cũng thân như nhau, thì tất cả cùng một cái tâm niệm đó là mong cho người cháu của mình ra đi một cách nhẹ nhàng, thì lúc đó là chúng ta có thể hỗ trợ cho người cháu nhiều lắm. Còn nếu như không ai trong cái giai đoạn mà đứa cháu ra đi đó, chúng ta vì thương cảm hoảng hốt quá, chúng ta không có nghĩ đến chuyện này và chúng ta chỉ có buồn khóc mà thôi, mà chuyện đó bây giờ nó cũng đã xảy ra vài năm rồi thì vẫn còn chưa muộn, chúng ta vẫn còn tiếp tục. Chúng ta phong hờ một cái tình huống rất là xấu, đó là hương linh đó ra đi không đầu thai được mà tồn tại với dạng thức là một ngạ quỷ. Ngạ quỷ vì thấy những người thân, vì thấy ông bà, cha mẹ, anh em, chú bác của mình thương mình dữ quá, cho nên không ra đi được, lẩn quẩn ở trong nhà của mình thôi. Thì lúc đó đó là mình có thể thiết lập những cái lễ cầu siêu và làm cho cái hương linh đó có thể hiểu được rằng là cái tình thân của chúng ta vẫn còn, con có thể mang tình thân đó trong kiếp sau, chúng ta có thể gặp nhau trong kiếp sau nữa, để người kia an tâm. Mà lúc đó nít nó đâu có lý giải được đâu, mình có thể mình tạo những cái cảm xúc tâm niệm như vậy để cho nó tin, và khi nó tin nó mới buông bỏ cái ngôi nhà này ra đi. Thì lúc đó dầu chúng ta có nói láo đi nữa không thì người kia vẫn được lễ. Mà hơn nữa, khi mà tình thương mà chúng ta có thật sự đó, chúng ta phát huy như vậy, thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau làm bà con quý thuộc với nhau nữa, và lúc đó chúng ta sẽ giúp nhau một cách tích cực hơn. Do đó đó là chúng ta chưa cần biết rằng là cái nghiệp gì mình đã gieo, nhưng mà tốt nhất là mình phải lo chăm sóc một cách an toàn cho người quá cố bất hạnh ra đi trong một cái tuổi rất là ngắn. Thì về nguyên nhân không phải không có, chẳng hạn ở trong một số kinh đó nói như thế này, thì là những người mà sống với cái tuổi rất là nhỏ ra đi không phải do tai nạn, cũng không phải do bệnh tật, cũng không phải như thế này như nọ mà ngủ một giấc rồi đi luôn, thì đó là bởi vì cái nghiệp của họ có thể có trong kiếp trước á. Ví dụ như là họ làm một cái nghiệp xấu, chẳng hạn như là tán đồng hỗ trợ cho những người khác giết, rồi về sau này đó hiểu được đạo lý từ bỏ nó, ăn năn hối hận về chuyện đó chỉ lắm, nhưng mà cái nghiệp sát đó vẫn không hết, nó vẫn còn tác dụng, nó còn có cái nghiệp lực nó kéo theo, cho nên thay vì người đó phải bị giết thì bị chết trong một cái tình thế rất là nhẹ nhàng, ra đi đơn giản thôi. Như vậy là lẽ ra là phải sống đến mấy chục năm rồi chết một lần, rồi tới lên rồi chết nữa, hoặc là chết một lần rất là nhiều lần ở trong một cái đời sống, chết đi sống lại nhiều lần như đó, thì bây giờ có thể chết trong lúc rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái sự chuyển hóa nghiệp cho lòng ăn năn hối hận lập lành đánh giữ mà có, nó có thể rơi vào tình huống như vậy.
hoặc là nó rơi vào một cái tình huống đó, đó là hương linh đó nó là một cái người mà không có cái lòng cố định, không có cố định trong vấn đề tái sanh. Có khi thì thích tái sanh về cảnh giới này, có khi tái sanh về cảnh giới nọ. Có nhiều người thích vậy đó, hoặc là thích luôn cả hai cả ba. Có người nói giờ tôi đi Mỹ cũng được, đi Pháp cũng được. Cho nên nếu mà về sau này nước Anh, nước Pháp mà cho quốc tịch đôi, tôi sẵn sàng xin hai quốc tịch. Hoặc là chúng ta nói là tôi vừa ở Tây Phương mà vừa ở Tà Bà. Nhiều người có nguyện vọng như vậy. Thì trong tình huống đó đó, nếu tâm lý đó đang khống chế cái người ra đi, thì người ra đi đó có thể sanh ra trong cõi đời này với tư cách là người thân của một gia đình nào đó. Trong vòng 6 năm thôi là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Rồi sau đó mình cảm thấy mình chán, mình ra đi. Mình bỏ thân mình ra đi thôi. Cho nên nó có rất nhiều tình huống mà chưa chắc là những cái cách giả thuyết đặt ra nó là chuẩn. Mình phải nằm trong tình huống đó thì mình mới biết được. Nhưng mà ra đi trong một trạng thái không có bình hoạn là một hạnh phúc, chứ không phải là bất hạnh đâu. Do đó mình hiểu được chuyện đó thì mình nên chúc mừng cho sự ra đi của người giàu. Và khi ra đi như vậy thì chúng tôi tin chắc phần lớn là ít có khi nào rơi vào tình huống không tái sanh do lòng tiếc nuối lắm. Tại vì đi một cách nhẹ nhàng thì không có tiếc nuối. Còn người nào mà đi cầu cửa là sống không sống, chết không chết á. Có nhiều người tự tử 10 lần mà không chết. Tự tử lúc nào cũng có người tới cứu mình trơn. Mình biết rằng những tình huống đó đó là sau này mình phải chăm sóc cái tâm mình nhiều lắm. Và mình cũng may mắn một chuyện đó là ít nhất là mình đã trả cái nghiệp sát là 10 lần. Cái nghiệp sát của người đó lớn lắm. Họ phải trả, họ có thể trả bằng cách là tự giết. Tự giết mình mà thay người khác giết thì họ tự giết. Đó. Khi trả hết rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Nhưng mà có những tình huống Đức Phật dạy đó là khi chúng ta làm á, mà chúng ta không có ý thức về việc làm là chúng ta đang gieo một nghiệp sát sanh. Tức là thương tổn lòng từ bi, giàu cái sự sát sanh đó là kết liễu mạng số của mình chứ không phải là một người khác. Hơn nữa khi mình kết liễu như vậy mình có thể bị bế tắc. Có thể mình quan niệm như thế này, đó là cuộc đời của mình bỏ đi, vứt đi, nó không có ý nghĩa nữa. Đối diện lại với những gì mình đã làm trong quá khứ làm cho người bị khủng hoảng và muốn làm mới cuộc đời. Là mới cuộc đời thay vì phải để mình sống thêm 30 năm, 50 năm thì người đó nói giờ tôi chặn đứng mạng sống trong giai đoạn này để tôi có một làn sóng tích cực hơn trong tương lai. Nghĩ như vậy là chúng ta đang đào tẩu thôi, đang đào tẩu. Bởi vì đang sống trong hiện tại với ý thức của sự quay đầu đó, hướng thiện đó, sẽ giúp cho cái nghiệp xấu có thể được chuyển hóa ở mức độ tích cực nhất, lớn nhất của nó. Còn sanh ra kiếp sau chưa chắc chúng ta nhớ lại cái này đâu, bị cách ấm á, mình đâu nhớ lại hết những việc xấu mình đã làm. Cho nên lúc đó đó, khi mà mình làm là mình bị trở ngại, trở ngại về tuổi thọ, trở ngại về sức khỏe, rồi mình than phận, rồi trách đất, trách trời, đủ thứ trơn, nói thôi bây giờ tôi không thèm làm lành nữa. Thế làm lành cũng bị hình vậy, còn người làm xấu cũng vậy à. Rồi như vậy là cái bất hạnh nó có thể kéo dài gia tăng, làm cho mình không còn lòng tin đối với nhân quả, do mình không hiểu được cái quy luật vận hành phức tạp của nó. Cho nên nếu như trong hiện tại phải đối đầu, chấp nhận thì chúng ta cứ chấp nhận với lòng hoan hỷ đi. Chúng ta cứ nghĩ nó như là một cái cơ hội để rèn luyện cái tâm của mình. Cái cơ hội thứ hai để trải nghiệm. Dĩ nhiên đừng có nghĩ một cách tiêu cực, giặc qua xâm tết đến xâm lần chúng ta mà chúng ta nói thôi chúng tôi trả nghiệp thì cái đó là nguy hiểm, cái đó là sai, nó không đúng. Còn những cái mà nỗi khổ niềm đau, thí dụ bốn dân đi ra được cái xe hơi nó tung mình một cái mà ngày hôm đó có người ta rủ mình đi chơi, mình không đi, đi bộ rồi bị đụng, thì mình biết là những tình huống như vậy nó đều là nghiệp hết trơn, cái tác dụng của nghiệp á. Do đó mình hoan hỷ, và cái sự xe đụng đó có thể làm mất luôn cả cái hạnh phúc của mình suốt cuộc đời. Ví dụ mình bị tàn phế không còn đi được nữa, cứ hoan nghĩ, đừng cứ oán hận cái người đã tạo ra cái đau khổ cho mình. Để mình biết là có thể mình có một cái nghiệp nào đó, không ai. Cho nên cứ lấy cơ hội đó để chuyển hóa nghiệp. Và mình phải quan niệm như thế này, đó là sự tàn phế không phải là hết cuộc đời. Cho đến khi nào mà cái tâm an vui hạnh phúc mình không còn nữa, mình mới hết cuộc đời thôi, mất ý nghĩa cuộc sống thôi. Còn tâm an vui sống một cách có chánh niệm, có tỉnh thức, thì dù mình có được lành lẹn hay là bị khuyết tật, chuyện đó Đức Phật nói không có ảnh hưởng gì cả. Cái chất lượng cuộc sống nó nằm ở chỗ là mình dụng tâm như thế nào thôi, chứ không phải là những gì mà mình có, hay là những gì mình bị mất, hay là những gì mình không có. Cái quan niệm nhà Phật rất là khác. Do đó trong tình huống của cô thì cứ tiếp tục làm lễ cầu siêu, rồi hồi hướng công đức, và mình tin rằng là đứa bé đó ra đi một cách nhẹ nhàng đó là tốt rồi, chứ không có gì để mình bận tâm lo lắng hết. Mời chú. Thưa thầy, con nghe người ta nói rằng là khi chết thì thần thức rời bỏ cái thân xác,
điều đó có đúng hay không, và nếu cái thần thức thì cái thần thức nó là cái gì. Về còn biết cái thần còn biết đại khái của thân xác này, cái con người này nó gồm có sắc và bốn cái yếu tố, một vòi là thọ thần hành thức, thì cái thần thức với cái thọ thần hành thức nó ra làm sao. Và cuối cùng một câu hỏi, cái phần thứ ba, cái thần thức với cái thần trung ấm thì nó giống hay nó khác thế nào? Đây là một câu hỏi rất là hay, nói về cái tiến trình sanh tử là có mặt của chúng sanh ở trong cuộc đời sau khi bị kết liễu ở một nơi nào đó. Dĩ nhiên khi nhà Phật nói về cái học thuyết gọi là hợp thể nhân tính, mà ngôn ngữ dịch trước đây thường gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Chủ uẩn là tập hợp hay là hợp thể, chữ ấm cũng ý nghĩa vậy, tức là một cái cấu trúc gồm có năm thành phần. Thành phần sinh học vật lý gồm tứ chi và những gì thuộc về tứ chi đó, rồi các thành phần còn lại là dòng cảm xúc, rồi ý niệm hóa tức là thọ tưởng, hành là sự vận hành của hai cái này, và thức là nhận thức phân biệt. Bốn cái này nó là bốn hoạt dụng của cái thần thức thôi, của cái tâm thôi, chứ không phải là bốn cái khác nhau. Nó giống như trạng thái mà chúng ta trong một căn nhà có bốn cái cửa sổ kiến, bật cái ngọn đèn lên thì chúng ta thấy rằng là nó có bốn ánh sáng phát ra, và chúng ta hình dung là nó có bốn cái độc lập, nhưng thực ra nó chỉ có một cái mà thôi. Thì như vậy là khi ra đi đó thì cái sự thoát ra khỏi thân xác này đó, nó không thoát với hình thức là của cảm xúc hay là của ý niệm hóa hay là của nhận thức phân biệt, mà của một cái tổng thể được tồn tại dạng thức một năng lượng. Dĩ nhiên năng lượng đó là không có hình tướng. Chúng ta có thể hình dung nó giống như cái dạng sóng âm thôi. Nó vừa vật chất mà vừa là cái dạng hạt, nó là một cái dạng energy thôi. Và energy này có thể hình dung một cách rất là dễ hiểu, giống như là chúng ta có một cái bóng đèn, đèn điện đó, và chúng ta có nguồn điện. Khi cái bóng đèn này bị đứt thì cái hoạt dụng của bóng đèn nó không còn sáng nữa, chúng ta tạm gọi là bóng đèn bị chết. Và muốn có ánh sáng thì chúng ta phải mua bóng đèn mới thôi. Hoặc là nếu như sau này nó có thợ sửa những cái tim đèn bị đứt thì chúng ta có thể nhờ người đó gọi là hàn lại cái này, thì cái đó nó sẽ tiếp tục nó được hoạt dụng. Sự chết bóng đèn đó không có nghĩa là làm cho dòng điện ở trong bóng đèn đó mất đi một cách vĩnh viễn. Nó không mất, nhưng mà nó không được thể hiện thôi. Do đó thần thức cũng vậy. Khi mà một con người vừa bị tắt thở thì thần thức nó tách rời khỏi, thất rời khỏi thân xác giống như bóng đèn vậy đó. Nhưng mà sự ra đi của nó như thế nào thì trong kinh đưa ra một cảnh dụ rất là hay. Đức Phật nói là tất cả chúng ta cứ thử quan sát một cái đèn dầu hay là một cái đuốc, và sau khi quan sát xong rồi đó, chúng ta thấy đèn dầu này nó rất là đứng, nếu không có gió lay động qua lại. Sau đó chúng ta lấy một cái quạt hay là dùng một cái cưỡng lực nào rất là lớn, chúng ta phải phạch một cái mạnh hơn cái đó cho nên cái đèn và cái đuốc đã tắt đi. Lúc đó Đức Phật nói là đố các vị có thể định được cái phương hướng của ngọn lửa, nó đi về hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Mà lúc đó ai trong định hướng đó sẽ biết thôi, sẽ biết thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là hiểu được cái chuyện đó đó thì chúng ta sẽ biết rằng là cái quy luật kéo theo của chuyện sanh tử đó, nó nằm ở chỗ là cái nghiệp nào chúng ta nặng. Nếu như lúc đó đó cái hướng gió nó nằm ở chỗ từ trái sang phải hay là từ đông sang tây thì cái lửa tắt là sẽ đi theo cái hướng đó, và khi nó tắt rồi nó tồn tại dạng thức năng lượng và nó tiếp tục tồn tại theo một cách thức. Khi nào nó có những chất xúc tác mới, họ đủ điều kiện, đó là nõn sào của người mẹ và tinh trùng của người cha trong một cái thời điểm có thể thụ thai và có thức tái sanh, tức là sẽ xuất hiện. Ở trong kinh Trung Bộ nó rõ như vậy, y hệt như là khoa học vật lý sinh học hiện đại nói đó. Ngoài ra nó còn có cái thức tái sanh nữa. Mình thấy được cái tác dụng hai chiều của tâm vật lý làm cho con người có được một cái gọi là sự sống, giống như là dòng điện có mặt dưới sự hỗ trợ của các động cơ làm cho bóng đèn được phát quang, và khi bóng đèn bị bể, tim bị đứt thì dòng điện nó không còn nữa, không nghĩa là nó mất. Cho nên sự ra đi của thần thức là một cái quá trình mà nó tạm gọi là bị lôi kéo, trong kinh gọi là lôi kéo, tức là nghiệp lực. Cái sức lôi kéo giống như là chúng ta bị gọi là tứ mã, nó đang chạy nó kéo mà mình không thể cưỡng lại được, cái sức của con người không thể cưỡng lại được. Có một tình huống thứ hai đó, cái sự chết đó, nó không thuộc về lôi kéo mà nó thuộc về quyền lực dấn thân. Một cái là nghiệp lực, một cái là quyền lực. Và tình huống đó là tình huống của những vị gọi là thánh tăng,
nhưng vì là chứng đắc và muốn trở lại cuộc đời này một cách gọi là có ý thức để giúp cho những người đồng loại bớt đi nỗi khổ niềm đau, chia sẻ những cái con đường hành trì mà Đức Phật đã lệ trong kinh. Có những tình huống mặc dầu những vị đó chưa phải là thánh, vẫn chưa thoát khỏi luân hồi, nhưng mà cái quyền lực rất là lớn, cho nên các vị đều nguyện trở lại tái sanh. Đó là tình huống của những vị lạc ma tái sanh Tây Tạng. Và trên thực tế tất cả chúng ta là những người tái sanh hết trơn, ai cũng là người tái sanh. Có điều khác nhau ở chỗ là chúng ta không biết là tiền thân của mình là ai thôi. Rồi mình tái sanh do nghiệp hay là do quyền lực mình không biết. Chúng ta bị kém nhau và hơn nhau là ở chỗ đó thôi. Cho nên là chúng ta có thể vay mượn cái công thức mà truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã làm đó. Đó, để chúng ta phát huy cho mình biết được rằng là cái thời kỳ mình ra đi là vào giờ lúc nào, tái sanh ra làm sao. Lúc đó chắc chắn cứ nguyện vọng, cái đặt nguyện vọng phát nguyện là mình sẽ đi theo cái định hướng đó tốt lắm. Hòa thượng Thích Trí Thủ là một bậc cao tăng của Việt Nam trong thời hiện đại, lãnh đạo. Hòa thượng đã từng làm viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và trước khi chết, hòa thượng phát nguyện như thế này: xin Như Lai Thế Tôn cho con đời đời kiếp kiếp làm Đức Tăng Thông, tức là lãnh đạo cao nhất của một giáo hội. Đây, cái quyền lực của Ngài lớn lắm. Đó là làm thế nào cho tất cả tăng đoàn sống trong sự hòa hợp, thương yêu đầm bọc, phát triển chánh pháp bằng con đường của hành trì chứ không phải bằng kiến thức. Và Ngài là một cái điển mẫu rất là hay, đó là huy tụ rất được nhiều bậc anh tài ở trong Phật giáo. Mặc dầu tài của Ngài không bằng những vị đó, nhưng mà Ngài có thể hội tụ được hết và tạo ra một phong trào cách tân Phật giáo trong những cái thập niên 60-70 tại Việt Nam lớn lắm. Rồi Ngài thầm thêm một câu nữa: nếu như con không có làm được tăng thống thì xin con làm tổng thống của một đất nước quốc gia, để con biến đất nước đó trở thành gọi là đất nước của Phật pháp, gọi là đi theo con đường là chuyển lên thánh vương. Đó, như vậy là chúng ta đang gọi là thiết lập một cái quyền lực. Cái quyền lực này nó chính là một cái động cơ để dẫn chúng ta tái sanh trong cuộc đời. Cho nên đó là tình huống của những vị gọi là phàm tăng nhưng mà có quyền lực lớn, là chúng ta vẫn có thể sanh ra trong cuộc đời được. Thì khi mà phát nguyện như vậy, chắc chắn rằng là khi chúng ta có mặt trong cuộc đời của kiếp sau là chỉ cần có một cái nhân duyên nho nhỏ thôi, chẳng hạn như là cha mẹ chúng ta dẫn chúng ta đến chùa, chúng ta nhìn thấy ông Phật ở lạ, chắc trên đầu có cái cục nhục kế, chúng ta không biết lý giải tại sao, rồi không biết tại sao ông lại đứng trên một cái hoa sen, một sen thường nhỏ xíu rồi đâu có hoa sen nào to đâu mà đứng lên được trên đó. Chúng ta chỉ cần thấy cái lạ đó thôi là chúng ta thấy nó rất là gần gũi với mình. Cái này như là nó chính là mình đã từng sống ở trong cái môi trường đó, mình không lý giải được. Thì cái đó ta gọi là tu có căn, hay có căn tu đó. Như vậy là cái quyền lực đó nó đẩy mình vào trong một cái cách thế mà mình có thể phát huy được hết tất cả cái tấm lòng vĩ đại mà mình có ở trong đời kiếp trước. Do đó mình có thể làm như vậy để gì? Để mình có một cái tái sanh an lạc. Ví dụ như là ai đã từng sống bằng ngành y, với hình thức là một bác sĩ, một dược sĩ, một y tá, một nữ hộ sinh hay gì vân 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 vân, và mình rất hạnh phúc trong việc y đức phục vụ cho những người như vậy, thì trước khi chết á và trong suốt quá trình làm, quý vị cứ nguyện vọng rằng là tôi sẽ nương theo hành nguyện của Đức Phật Dược Sư, là thông qua cái việc mà chữa trị bệnh lý của thân á, tôi có thể gọi là lâu lâu xì lên cài, bật mí lên cài cái chất liệu của tuệ giác của Đức Phật, để áp dụng công thức của Phật dạy, tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của cảm xúc. Với tư cách là thầy thuốc, chúng ta làm chuyện đó dễ lắm. Thầy thuốc nói gì người ta cũng nghe trơn á. Và thậm chí nếu chúng ta không có ý thức về y đức, chúng ta bán nhiều thuốc, thậm chí nó chỉ có $1, chúng ta bán $100 người ta cũng mua nè. Nói là thuốc quý ghê gớm lắm, người ta cũng mua nè. Cho nên những cái nghề đó đó, biết cách đó thì phước vô lượng, mà không biết cách thì tội vô cùng. Nó một con dao hai lưỡi đó. Do đó cứ hiểu là chúng ta tạo quyền lực, và tạo quyền lực như vậy thì cái sự ra đi của mình có sự chuẩn bị, và nó sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng là lẳng quẳng. Khi mà con người bị lẳng quẳng, đi mà cũng không xong, ở lại cũng không đành, thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái trung gian. Cái đó gọi là trong các bản luận của Phật giáo gọi là thân trung ấm. Cái từ thân trung ấm không phải là cái từ do Đức Phật chế ra. Đức Phật không hề dùng thuật ngữ này trong kinh điển, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, mà các tổ, vị tổ tác giả của luận Câu Xá đã tạo ra khái niệm đó. Và khái niệm đó là một khái niệm rất là hay.
tức là diễn tả về cái khoảng thời gian khi mà một người hay một chúng sanh qua đời đó, cho đến lúc mà họ có được một mầm sống mới đó, thì chắc chắn nó phải có thời gian, có thể là một đơn vị thời gian, hay là hai đơn vị thời gian, hay là một giờ, hai giờ, ba ngày, bốn ngày, nó phải có, chứ không thể nào nó không có được. Thì các tổ đặt ra một cái giả thuyết, đó là vì Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật không hề nói cái này, không có nghĩa là Đức Phật không hề biết, Đức Phật biết rõ lắm, nhưng mà Đức Phật không muốn phân tích nhiều, sợ chúng sanh gọi là cứ thắc mắc về những chuyện đó đó mà. Cho nên ngài không nói, mà ngài chỉ nói những cái gì mà nó thiết thực thôi, liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến hành trì, liên hệ đến giải thoát thôi, còn những chuyện đó ngài không nói. Nhưng mà các tổ nói, các tổ mới đặt ra giả thuyết như thế này, đó là Đức Phật nói là muốn hình thành một mầm sống mới đó thì phải có ba yếu tố, là tinh gia, gọi là nõn sào của mẹ, giao hợp ở trong ngài có thể thụ thai, và cả hai người cha và mẹ đó không bị cái bệnh gọi là không có con, thì mầm sống mới được thiết lập. Và cái tái sanh nào đó nó cũng phải có liên hệ đến họ hàng của nghiệp hết trơn á. Tại sao chúng ta không sanh ra làm con của một ông Mỹ, ví dụ như là những ông tổng thống đi, để mình hưởng được cái vinh hoa phú quý, mà mình sanh ra trong một cái gia đình nghèo sơ nghèo sát à, ví dụ như vậy, mình muốn mà cũng đâu được đâu. Còn cái nhiều người đó, ví dụ như là cái ông vua cuối cùng của Trung Quốc á, ông ta đâu muốn làm vua, ông ta chỉ muốn làm dân, ông ta chỉ muốn đi chơi, ông ta muốn chơi giới, ông ta muốn chơi tuồng tuồng, mà lại bị buộc vô làm vua, khổ đau cùng cực. Đó, những tình huống đó là những tình huống rất trúng tai, trước ngàn, mà nhà Phật nói là bởi vì do nghiệp lực nó kéo. Chúng ta và những người đó nó có cùng một họ hàng nghiệp giống như nhau. Khi mình gieo trồng cái lực công đức ở một cái mức thế bằng bằng bình bình, thì khi tái sanh ra chúng ta sẽ làm thân bằng quyến thuộc, có thể là trực hệ, có thể là những cái dòng tộc thuộc về cô cậu chú bác dì thím gì đó vân vân. Cộng thôi là anh em cột chèo, chị em cột chèo, hoặc là anh em bạn đạo, chị em bạn đạo, nó bằng cách thức này cái thức khác à. Nó phải ngang ngang với nhau thì nó mới sanh được cái đó. Cho nên có những tình huống đó, cái nghiệp cảm tương ứng nó có. Thí dụ như là chúng ta vừa chết đi, cái anh A vừa chết đi, anh sẽ tái sanh vào của gia đình B, mà anh này là làm nghề y rất có lương tâm, và gia đình B kia là một gia đình rất là thuận lợi cho cái ngành y đó. Nhưng mà hai vợ chồng đó đâu có quan hệ giới tính trong lúc mà anh này anh chết đâu, làm sao tái sanh? Cho nên anh này phải chờ chứ, phải chờ để anh tìm vô cái chỗ thích hợp. Mà không, nếu mà anh nóng tánh hay là anh vội vã, anh chui vào một cái chỗ mà nó không thích hợp, cho nên mấy ngày sau anh bị xe thai anh chết, rồi anh lại tiếp tục tái sanh lần nữa. Có những tình huống như vậy đó. Cho nên là phải chờ để cho có nghiệp. Thì trong khoảng thời gian để có một cái đời sống tái sanh thật sự đó, an toàn, thì cái đó là một khoảng thời gian được gọi là thân trung âm. Nó tồn tại cái trung, tức là trung gian đó, trung gian giữa một cái kiếp sống mới và cái mà chúng ta vừa rời khỏi sự sống đó. Cho nên thân trung ấm là một cái học thuyết các tổ lý giải về tính thời gian của tự tái sanh của một hư linh vừa mới qua đời. Trong kinh điển Đức Phật chỉ nói rất đơn giản, đó là khi chúng sanh chết thì chúng sanh phải ra đi, mà Đức Phật không nói ra đi trong thời điểm nào, bao nhiêu ngày, bao lâu, ở đâu, mà Đức Phật chỉ nói là đi theo nghiệp. Ngài đưa ra một cái ví dụ, đó là nếu chúng ta trồng một cái cây, rồi cây đó nó hơi bị nghiêng, chẳng hạn như là nghiêng bên trái, và khi cưa cây đó là cái cây này sẽ ngã bên trái đó. Nếu nó nghiêng bên phải thì nó sẽ ngã bên phải. Như là nghiệp ở cái thứ nào mạnh á, nó sẽ đẩy chúng ta cái chỗ ta sanh để tương thích nghiệp đó. Chẳng hạn nếu là những người bất khuất, không bao giờ chấp nhận sự nô lệ của ngoại sanh, và chúng ta là những con người mà hơi thích và là để ý chuyện riêng tư cá nhân, rồi là bản lĩnh thì có, nhưng mà câu mắc về cái chuyện riêng tư nhỏ nhỏ thì nhiều. Cái thứ hai, ưa có tính cách của lòng phân hóa cao á, thì chúng ta sẽ sanh ra một cái giống dân da vàng mũi tẹt của Việt Nam. Nó là vậy đó. Cho nên nó là có họ hàng nghiệp, nó làm cho tại sao chúng ta phải là người Việt Nam chứ không phải là gì. Đó là chưa nói khi làm người Việt Nam á, thì chúng ta là bị một cái cộng nghiệp đó. Sau thời 75 á, thì đi xin nhập cảnh vào những nước khác bị từ chối. Ta đánh giá mình thấp lắm, mình đi qua tị nạn gọi là kinh tế không ạ? Hỏi đi có ở lại luôn không? Ở lại luôn là sẽ không bao giờ cho mình vô, thí dụ vậy. Cho nên mình phải có những cái họ hàng nghiệp, cái cộng nghiệp với nghiệp chung mà. Cái nghiệp mà đã từng chù dập người khác, từng làm khó làm khăn người khác, cho nên bây giờ khi mình muốn xin đi đâu, ta duyệt xét ghê gớm lắm, khi cho vô rồi còn phải kiểm tra nữa, dò xét nữa.
Nó là vậy đó. Do đó đó là cái sự tái sanh nó phải tương thức về nghiệp. Và nếu chưa tương thức về nghiệp được á, thì nó kéo dài cái tiến trình đó ở trong hình thức một thân trung âm. Kinh điển Pali mặc dù không nói rõ, nhưng mà có một vị sớ giả kinh điển rất là lạc, đó là ngài Phật Âm Buddhaghosa. Thì ngài Phật Âm này đó đã đưa ra một cái giả thuyết rất là hay. Ngài nói là nếu như chúng ta cầm một cái nắm hạt đậu trong tay thảy lên, thì trong cái thời gian mà chúng hạt đậu nó rơi khỏi lòng bàn tay đó, nó phải có điểm rơi. Vậy là điểm rơi đó lệ thuộc rất nhiều vào cái quy luật gọi là lực hút của trái đất. Nếu chúng ta đang ở trong cái khu vực của Maitri Park thì cái lực rơi đó nó sẽ hắt ra về trước vậy, chứ nó không rơi xuống này, nó bị lực đẩy á. Còn nếu chúng ta đang ở cái trũng giống như cái vùng tâm giác quỷ đó, thì cái lực hút xoáy xuống nó xuống dưới lòng sâu nhiều hơn. Như vậy là cái sự thay đổi của môi trường vật lý hay là môi trường nghiệp nó sẽ tạo ra cái cách thức biến dạng khác nhau ở trong đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người. Thì lúc đó chúng ta biết là nó phải có một chỗ để chúng ta bám về. Thì cái sự bám về đó đó, ngài Phật Âm giải thích đó là tiến trình thì gọi là tái sanh. Ở trong truyền thống Pali không gọi đó là thân trung âm, tiến trình tái sanh thôi. Nó phải bắt buộc có một nơi nào để mà rơi vào, để trở về. Trong kinh Địa Tạng đó, một bản kinh của Đại Thừa cho rằng là cái tiến trình đó để tìm kiếm cái chỗ nghiệp tương ứng và tồn tại với nhận thức một thân trung ấm đó, được tồn diễn ra tối đa là 49 ngày, với tức là 7 tuần thất. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng cái con số đó không phải là số thật. Bởi vì số 7 là một số biểu tượng của nền văn hóa Ấn Độ. Số trọn vẹn, số có ý nghĩa, số tụ thành, số đạt được những quyền ước như đó. Cho nên là 7 lần của cái đó, tức là nó có một cái thời gian nhất định mà tùy theo người. Nếu như người đó là người kén chọn, ai mà sống trong cuộc đời mà kén thì kén á, kén chồng, kén vợ, kén nghề nghiệp, kén ăn, kén ngủ, kén cái địa điểm mới, thì những người đó đi tái sanh cũng kén lắm. Họ tìm hoài mà cũng thấy chỗ tương ứng với mình, cái chỗ ngon mà cũng từ chối nữa. Thì như vậy là cái thời gian tồn tại trong thân trung ấm sẽ dài hơn, chắc chắn như vậy. Và những người nào thuộc về tính cách cố chấp á, thì lại còn khó đi hơn nữa. Bởi vì nếu mình bị chết oan, chết uổng, chết ức, chết tự tử hay chết bị người ta ám sát, khổ quá không đi được, thì thân trung ấm sẽ tồn tại với hình thức rất là lâu. Và lúc đó thì bên nhà Phật Đại Thừa không gọi là thân trung ấm nữa, mà đổi nó qua bằng cách là hình thức của ngạ quỷ. Bởi vì ngạ quỷ cũng là cái thằng thức thôi, tồn tại với hình thức của thằng thức thôi. Cho nên cái thuật ngữ thân trung ấm áp dụng trong tình huống là tồn tại 49 ngày hay là trong một khoảng thời gian nhất định để chờ cái nghiệp thức tái sanh ở một chỗ thức thọ. Qua đến Phật giáo Tây Tạng thì lại có một học thuyết mới, chúng ta tạm gọi đó là học thuyết chuyển di tâm thức. Thì theo học thuyết này đó là một vị hành giả tu tập đúng chánh pháp và có khả năng gọi là chuyển nghiệp của mình thì nhìn lên một cách cao phúc, con người có thể nghĩ rằng mình đang rời khỏi thân xác đó, nhưng mà trên thực tế nó vẫn đang còn bên trong thôi. Mà sự rời ảo giác đó nó là thuộc về sự rời của sự tưởng tượng. Chẳng hạn như là quý vị ngủ trong một cái căn phòng rất là nóng vào ngay cái mùa hè, mà nhà của mình lại không có những cái phương tiện điều hòa không khí. Cái nắng buổi chiều đó nó rọi vào trong đầu của mình. Và nếu như mình đang ngủ trong một tư thế co rút đó, thì mình sẽ bị một cái cơn mộng. Và cơn mộng đó nó làm cho mình nghĩ rằng là mình đang bị một người nào đó đang rượt đuổi, đang đánh đập. Nói chung là cái hình ảnh mình liên tưởng đó và những sự kiện vật lý mình đang vướng phải đó, trong lúc ngủ đó, nó có một cái hệ tương tác tính cách với nhau. Nếu chúng ta đang nằm ở trong một phòng nóng bức thì chúng ta sẽ liên tưởng đến cái chuyện bị đổ máu, bị la rầy, bị chửi bới, bị rượt đuổi, bị té ngã, vân vân và vân vân. Ngược lại, chúng ta đang ngủ trong cái phòng ngon lành như ở Hoa Kỳ có AC đồng hòa, điều hòa, và chúng ta chỉ cần nằm thôi thoải mái. Bữa đó mình mới là sinh viên thi đậu và đậu đỗ điểm cao nữa, cho nên có thể là có được một scholarship mừng lắm, cho nên tối về nhà ngủ không được, cứ liên tưởng đến chuyện đó làm cho thân hồn của mình nó lăng lăng bay bổng nhẹ nhàng lắm. Cái chuyện đó là chuyện có thật. Mà nếu cái phòng đó nó có đủ phương tiện này nọ nữa thì cái trạng thái hạnh phúc nó sẽ gia tăng, nó sẽ lớn hơn. Đó là một sự thật. Cho nên tất cả những cái gọi là xuất hồn á, từ quan điểm của nhà Phật, chúng tôi xin nói lại là từ quan điểm của nhà Phật, đều là những ảo giác. Khi mà con người xuất hồn,
tức là xuất cái tâm thức ra khỏi cái thân thể vật lý, thì đến lúc đó chúng ta có thể nói đó là một cái, trước nhất là một hiện tượng chết về lâm sàng, và nếu thời gian nó kéo dài quá lâu thì nó thuộc về cái chết một cách gọi là thật sự, chứ không thể là nhập vào lại được. Bởi vì thần thức con người khi ra khỏi rồi đó, vào lại không phải chuyện đơn giản đâu, không phải là chuyện đơn giản. Có những tình huống mà chúng ta có thể phân tích, chẳng hạn như người ta gọi là hiện tượng nhập á, thì hiện tượng nhập là hiện tượng rất là phức cảm. Đó là trong một cái thân thể vật lý gồm có thân xác và các cảm xúc, lại có thêm một cái dòng cảm xúc thứ hai của một cái hương hồn nào đó nhập vào. Thì khi mà nhập như vậy đó, thì cái người nhập sẽ khống chế, bởi vì cái mức độ tâm thức và thần kinh của cái người nhập nó phải mạnh hơn cái người bị nhập. Trường hợp đó nó vẫn có rất là nhiều. Và làm thế nào để chúng ta biết rằng người đó bị nhập mà chứ không phải là bị bệnh tâm thần? Cái người bị bệnh tâm thần có thể nói như thế này: nếu người đó là một Phật tử đã từng biết hành vi của Bồ Tát Quan Thế Âm, khi mà nhập vô bà ta có thể nói là: tôi là Bồ Tát Quan Âm, mẹ Quan Âm giáng thế này xuống đây để làm công việc gọi là trừ diệt, gọi là tà ma yêu quái, mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Nếu người đó đó là một cái người đã từng biết về Đức Mẹ Maria và theo cái con đường của tín, gọi là tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, thì họ sẽ nghĩ rằng ta là Đức Mẹ Maria, tức là các dữ liệu mà mình có trong cuộc đời sẽ tạo thành một cái ảo giác cho những người bị bệnh tâm thần. Còn ngược lại, cái người bị bệnh nhậm thật á, gọi là bị nhập thật á, thì người đó sẽ bị mất hoạt dụng, rất nhất là của lời nói. Chúng ta chỉ cần thử là chúng ta biết. Khi một người mà nhập á, là một cái anh chàng câm, thì cái người mà bị nhập á, phải là cái người nói ngôn ngữ của tay chân, tức là động từ tu quơ qua quơ lại như thế này, chứ không nói được. Đó là sự thật như vậy. Chúng tôi đã từng chứng kiến những cái này, bởi vì khi nhỏ đó, trước khi xuất gia, chúng tôi ở tại chùa của Hòa Thượng Đại Giác, tức là chùa Đại Giác á, mà Hòa Thượng là chuyên gia trị bệnh tà ma. Cho nên mình chứng kiến ngày nào cũng có người bệnh tà ma đem tới để Hòa Thượng trị. Mà Hòa Thượng chỉ cần tụng đại với thần chú chừng 3 biến thôi là người đó bắt té ra, bồ hôi ướt đẫm. Mà lúc đó, khi mà chưa xuất, quý vị có thể là 5-7 thanh niên ghi người đó mà ghi không nổi. Có những người chỉ là một phụ nữ thôi, làm đâu làm gì có sức lực. Nhưng mà cái người nhập, nếu là một cái người lực sĩ thì những người kia sẽ thua thôi. Đó là chuyện tất yếu. Khi có một lần là một cái người bị nhập á, là một cái cô gái, mà cái chuyện nhập này nó diễn ra ngay chùa Giác Ngộ chúng tôi, là một cô gái thôi, là ba chị em từ dưới quê lên để đi làm. Rồi cô này đã bị nhập nhiều lần rồi, rồi không biết có người nào mách bảo là hãy nên đi vô chùa, chùa sẽ giúp đỡ cho. Thì hôm đó xui sao mấy vị đó vô chùa Giác Ngộ thì bị nhập đi. Khi bị nhập với cô này bị đớ lưỡi không nói được, lạ lắm. Người chị em còn lại hoảng hốt la lên, tất cả tăng chúng chùa Giác Ngộ gần đến 30 người xuống, không biết chuyện gì cứ xuống vậy đó. Thì chúng tôi đã biết rồi, bởi vì ở chùa Đại Giác đã từng diễn ra chuyện này như cơm bữa. Chúng tôi mới hỏi những người chị em đó, ở trong nhà trong khoảng thời gian 100 ngày trở lại có ai qua đời hay không, thì cái người em gái nói là có, gần nhất là cách đây khoảng 4 tuần đó là ông nội của con mới chết. Hỏi là ngoài ông nội ra có ai chết nữa không? Dạ có, người chú của con. Hỏi sao chết? Ông thương ông nội quá ông chết theo. Rồi chết 2 ngày sau, người ta thường nói là trùng tang đó. Thì rồi mới hỏi tiếp là người chú đó như thế nào. Đó là người chú này bị câm. Nói với tôi thôi vậy là trúng tủ rồi. Trúng tủ rồi, không sao gì hết á. Chưa nói là kêu hương linh đó ngồi xuống ha, nói ngồi xuống. Đó là bây giờ anh đang muốn làm lễ cầu siêu cho ba của anh phải không? Anh ta chắp tay gật hai ba cái như thế này. Rồi thôi anh cứ an tâm đi, giao công việc đó cho mấy thầy. Mấy thầy sẽ làm giúp cho anh. Còn vấn đề còn lại là anh làm giúp cho mấy thầy là làm công việc này. Đó là anh hãy quan niệm rằng là thân thể này không thuộc về của tôi. Tôi không lệ thuộc vào thân thể này. Dòng cảm xúc hiếu thảo này không thuộc về của tôi. Tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc hiếu thảo này. Có nghĩa là lòng hiếu thảo anh vẫn có, nhưng mà đừng lệ thuộc vào đó. Lệ thuộc thì anh sẽ không ra đi được. Cho nên là có mấy thầy lo việc đó rồi, có Phật chứng minh và Phật sẽ giúp cho anh việc đó. Cho nên anh hãy đi thoải mái để anh lo cho bản thân anh. Thì chúng tôi nói xong là mời hết tất cả quý thầy xuống tụng kinh, tụng chú Đại Bi thôi.
tụng khoảng chừng có 3-4 câu à, chưa hết bài thần chú là cô ta ngã té ra thôi rồi hết. Đó, từ đó đó chúng tôi mới có kinh nghiệm là trạng thái bị nhập đó là nó là một hình thức là nó phải là xuất hồn, mà là một hương linh đang bị phát phưởng với dạng thức trăng trung ấm quá lâu, do cái bế tắc của tình thương đối với cha hoặc là đối với mẹ, đối với người tình, đối với người yêu, đối với đứa con, đối với sự nghiệp, gia tài, vân vân, bất cứ một cái gì đó mình đang còn vướng mà mình khó ra đi được lắm. Và họ phải tìm một cái cách để chứng tỏ rằng là họ đang còn hiện hữu với dạng thức này, hoặc là người thân của họ chưa ra đi được cho nên họ muốn giúp cho người thân, lòng hiếu thảo trước khi chết nó sẽ kéo theo một cái nghiệp lực của sự hiếu thảo, cho nên làm cho người đó bị lẩn quẩn. Mà thậm chí người cha có thể đã siêu sanh rồi nhưng mà họ vẫn còn ảo giác là người cha chưa siêu sanh, cũng không chừng. Do đó là chúng ta phải biết là trong lúc mà ra đi theo tinh thần nhà Phật là buông hết tất cả. Đầu tiên là buông cái thân thể này, ai mà có bảo hiểm nhiều là khó buông lắm, phải buông. Mà trước khi chết mà muốn buông dễ là phải làm di chúc, mà nếu mình sắp xếp được là càng tốt hơn, tức là sắp xếp đâu đó rõ ràng hết để đi thì mình nhẹ gánh lắm. Chứ bằng không nỗi lo đó là khống chế, chinh phục, ảnh hưởng, tác động, làm cho mình không có một cái cảnh giới an lành được thì mới ra đi được. Còn trạng thái xuất hồn á, chắc chắn rằng nó sẽ mang lại cái chết thôi đó. Do đó học thuyết nó là một lẽ, còn sự thật có thể là một lẽ khác. Nhưng mà khi chúng ta tạo ra một cái ảo giác quán tưởng đó, chúng ta có thể đạt được. Mà quán tưởng thì nó có một cái sức gọi là làm cho con người hình dung những cái không có trở thành cái có thật. Có lẽ quý vị đã từng biết cái câu chuyện ông vua mà mê cái chiếc áo thánh nhân đó, mặc lông bào riết rồi thấy nó nản, nó nhàm đi, đâu còn cái gì hấp dẫn nữa đâu. Cho nên ông ta muốn có cái gì đó mà cuộc đời này không có. Lợi dụng vào cái lòng tin mê tín đó thì một cái người đã dạy chúng ta một bài học, giờ phải bán người là phải bỏ ra là 3.000 lượng vàng thì mới may cho ông cái bộ đồ đó. Ông vua này ông phải kêu làm cam kết. Cái ông thợ may này ông nói là đại dương đâu có cần phải làm cam kết, đại dương là chân lý, đại dương là luật, đại dương muốn giết kẻ hạ thần lúc nào cũng được. Nếu mà đại thần hạ thần mà lừa nhà đại dương có thể là chu di tâm đọc cũng được, không sao hết. Ông vua ông làm tin nhưng mà vẫn kêu làm tờ cam kết. Thì ông này ông nói là phải may cái áo thánh nhân này phải mất đến 3 tháng 4 tháng, là vì là thánh nhân cho nên nó phải đặc biệt lâu lắm, cho nên nhà vua phải kiên nhẫn và chờ đợi. 3 tháng sau đó là chịu ông ta vào. Ông ta mang một cái thùng đẹp lắm đó, rồi khóa lại 5-7 ô khóa kín. Thì mới nói nhà vua là bây giờ muốn mang áo thánh nhân này, trước nhất ông phải bỏ những cái áo phàm nhân đi thì mới mang thánh nhân được. Giống như là uống một ly nước ngon đó thì phải súc sạch cái ly nước đó, chứ còn để cái bùi trong đó thì nó không ngon được. Ông vua nghe nói cũng có lý, ông này nói cũng có lý. Ông ta thay ra mặc cái bộ đồ khác. Người thợ may nói không được, phải bỏ luôn cái bộ đồ đó, tức là phải mặc đồ không khí thôi, đừng có mặc đồ gì, mặc đồ không khí. Thì mới rồi sau đó ông mới bịt mắt nhà vua lại, nói là bây giờ hạ thần sẽ khoác vào cái bộ đồ cho đại vương. Đại vương liên tưởng rằng đây là cái chiếc áo của thánh nhân, chiếc áo là tuyệt đẹp lắm, đẹp vô cùng. Ông ta mặc vô, ông ta nói là ta đã trở thành một cái người sung sướng nhất trên cuộc đời này, ta là người hạnh phúc, ta là người an lạc, các cả quan hệ thần đều phải răm rắp và quan hô dạng tới đại dương mặc áo đẹp vô cùng, đại dương mặc áo đẹp vô cùng. Ông mới kêu là hãy chở ta lên một chiếc xe tứ mã và làm cái chiếc xe này nó cao lên để ta đứng giữa, ai đi cũng nhìn thấy. Quan hô dạng tới nhà đại vương đẹp vô cùng, đẹp tuyệt vời. Có thằng nhỏ cái đó, mẹ ơi ông vua không mặc áo, không mặc quần. Người ta mới giúp mình, vậy là mình đâu có mặc đồ thánh nhân gì đâu. Lúc đó mới biết là mình bị trễ trạc. Như vậy là một cái tâm niệm nào đó dù là sai lầm, nếu mình lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp một cách có nghệ thuật, lặp một cách có cò mồi, thì cái ảnh hưởng lây lan tâm lý đó làm cho người ta nâng nó lên trở thành chân lý, trở thành một sự thật bất di bất dịch. Cho nên là bây giờ người ta có thể nâng nó bằng cách như thế này, tức là người ta kêu là ngồi vô thiền định đi, rồi quán tưởng thần hồn mình xuất ra đang dạo vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Rồi người ta mới nói là trên cảnh giới đó gió thoảng mây bay, tiếng chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu, đẹp lắm, đẹp hơn là gọi là tứ đại danh sơn của Trung Hoa nữa.
đẹp hơn là 7 kỳ quan của thế giới. Cho nên cứ tưởng tượng ra đó. Thì cái người mà đang hành trì họ tưởng tượng theo cái sự mô tả của người hướng dẫn. Tưởng tượng xong thì họ có cảm giác rất là an lạc hạnh phúc, bởi vì họ đang rơi vào cảnh giới tiên mộng lạc cảnh. Mà nếu như người nào mà làm không được điều đó đó, thì cái người hướng dẫn nói là bây giờ tại vì tâm của anh vọng động quá, anh chưa có được cái tiềm năng của đỉnh, cho nên anh bị thất bại. Và do đó đó, người ta có đi tập về gọi là một tháng trời mà không đạt được, người ta cũng giấu luôn, đâu có dám nói đâu. Nói ra người ta nói vậy cái ông này ổng lăng xăng tâm vọng động lắm, rồi quê mặc cảm, phải im luôn im phải giấu. Còn người nào mà liên tưởng mà mạnh á, thì mình có cảm giác đó là mình về mình khoe nó là tôi mới là đi du ngoạn cái cảnh giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà. Hỏi đó là thấy ai? Nó toàn là những người mà gọi là hoa sen quá xanh ở trong à. Hoa sen quá xanh sao? Tức là không có hình thù người hết trơn á, tức là những hoa sen. Nói vậy là mình biết là dở mà. Biết dở mà. Như vậy là chẳng có đi du ngoạn ở đâu hết trơn á, mà chỉ là một ảo giác. Còn cái học thuyết mà quá xanh ở trên hoa sen á là một học thuyết của các tổ chứ không phải là học thuyết của Đức Phật. Học thuyết của Đức Phật là nói trong kinh A Di Đà, trong cái niệm Phật Ba La Mật, chúng ta vẫn tái sanh với hình thức là một con người có nhận thức, có cảm xúc, chỉ là dĩ nhiên là một con người bắt thói chuyển. Mình khác rất nhiều với con người mà không có giới tính. Không có giới tính thì thế giới cực lạc trở thành thế giới BD thì sao? Thế mà thế giới của gọi là lesbian đối với người nữ, còn thôi là homosexual là rất nguy hiểm. Do đó chúng ta biết rằng là chỉ cần thử một vài chiêu là chúng ta có thể xác định người kia có khả năng xuất hồn hay là xuất hồn dởm rồi, hoặc là xuất hồn với một cái khả năng liên tưởng quá cao, họ bị lầm nhưng mà họ biết là họ bị lầm. Cho nên đây là một cái pháp môn của một người khác thì chúng tôi không muốn làm bàn nhiều, nhưng mà chỉ muốn đứng từ góc độ của nhà Phật để thấy được rằng đó là những cái thuộc về tưởng ấm ma ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái thứ hai nữa đó, mà phân tích về giá trị đó, tại sao chúng ta phải tu tập cái thiền xuất hồn như vậy, giá trị nó được cái gì cho cuộc đời khổ đau của chúng ta. Rõ ràng khi chúng ta liên tưởng chúng ta xuất hồn, trạng thái lăng lăng nhẹ nhàng đó nó có thể giúp cho mình được an vui hạnh phúc, nhưng mà khi mà nhập vô hồn trở lại thì cái khổ đau vẫn hoàn là khổ đau. Như vậy liệu chúng ta tu 20 năm, 30 năm, 40 năm để được cái gì? Hoàn toàn trở thành một con người toàn là ảo tưởng, tưởng không đó, thì rất là khổ đau và nguy hiểm lắm. Đó là nỗi bất hạnh. Cho nên là đứng từ góc độ hệ giá trị, dù nó có thật hay không, chúng ta cũng nên từ bỏ nó, bởi vì nó không mang lại gì lợi ích an vui cho cuộc đời. Thì chúng ta tạm dừng tại đây ha. Còn cái câu hỏi khác cũng hay. Nếu lúc lâm chung người Phật tử muốn cống hiến tim, gan hoặc thận cho những ai trong danh sách cần đến, thì có ảnh hưởng gì đến việc tái sanh của Phật tử hay không? Việc hiến xác cho y học là một trong những hạnh nguyện của Bồ Tát. Trong cái phương pháp bố thí của Bồ Tát đó, nó có cái phần là bố thí gọi là nội tài. Ngoại tài cái là gia tài, sự nghiệp, tài sản của cải, tiền bạc. Còn nội tài đó là những chi phần của cơ thể. Ngày xưa khi chúng ta nghe các vị Bồ Tát phát nguyện là tôi sẵn sàng dâng hiến cả cái thân xác này cho những người nào có nhu cầu, chúng ta không tin. Chúng ta nói là nói những cái lời phát nguyện rỗng tuếch thôi, chúng ta không tin. Nhưng mà thực sự nó có. Và cái học thuyết của y học ngày nay vận động á, vận dụng á, đó là mong mọi những người lành lặn các cái chi phần nào đó của cơ thể, mà sự có mặt của họ có thể là không đem lại lợi ích cho những người khác. Mà nếu họ chết như vậy đó, thì những cái chi phần đó trở nên là vô dụng. Cho nên họ xin cống hiến để giúp cho những người đang có nhu cầu đạt được giá trị lợi lạc. Thì như vậy nó là một cái gì đó rất là đáng tán thán. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là nếu chúng ta phát nguyện thì trước nhất chúng ta đừng bao giờ hối hận. Bởi vì luật pháp ở các nước buộc chúng ta phải làm một giấy cam kết, có sự xác nhận của y khoa, rồi của pháp y, rồi của nhiều thứ lắm. Và khi chúng ta chết thì thân bằng quý thuộc chúng ta không được đụng đến thân xác đó. Người ta sẽ chuyển thân xác đó về một cái bệnh viện nào đó để giữ lại trong nhà xác. Rồi những cái phần nào xài được thì người ta lấy ra ghép vào những người đang cần. Còn bằng không thì thân thể chúng ta sẽ trở thành là một cái bộ phận rất quan trọng cho các bác sĩ sắp ra trường được thí nghiệm mẫu xẻ. Và nếu như tâm của mình bị hối hận thì lòng nối tiếc bắt đầu nó có mặt. Lúc đó chúng ta bị mổ, bị cắt, chúng ta đau ghê gớm lắm.
À, và trạng thái đó sẽ đưa chúng ta vào một cái cảnh giới gọi là bỏng sẻn, nuối tiếc, keo kiệt, đau khổ, sân hận, ghê gớm lắm. Cho nên khi làm hạnh nguyện này thì chúng ta phải gieo cho một hạt giống, đó là đừng bao giờ nuối tiếc. Đã làm rồi thì phải dứt khoát, không bao giờ thay đổi, như là đinh đóng cột. Và chúng ta phải nói cho những người thân trong gia đình của mình biết rằng tôi đã làm chuyện đó. Để chỉ để cho những người thân này không có gây rối. Và lúc mà gây rối như vậy chúng ta ra đi không nhẹ nhàng đâu. Một bên thì giữ, một bên thì giành thì khó lắm. Cho nên chúng ta phải nhờ sự hỗ trợ của những người thân. Cái thứ ba nữa đó là muốn hiểu được, muốn làm được chuyện đó một cách có hiệu quả và thành công đó, thì mình phải quan niệm rằng là tất cả những chi phần của mình đều là cơ hội để mình phục vụ, làm lớn lòng từ bi. Cho nên mình hạnh phúc với chuyện đó. Mà có được hạnh phúc đó, thì mình mới không nói tiếc, mới làm được thành công. Ở Việt Nam có Hòa Thượng Từ Thông là người xung phong đầu tiên trong giới tu sĩ. Sau khi chết là không có thiêu, cũng không chôn, không có lập tháp, không có làm gì cho quan trọng, cứ để bình thường cho toàn bộ cơ thể y khoa sử dụng. Tuy nhiên đó là một cái hạnh nguyện rất là hay. Mà nếu sau này chúng ta làm được chuyện đó thì nhiều ngôi chùa sẽ đỡ tốn tiền cắt những ngôi tháp. Sự thật như vậy. Mà theo đạo lý tái sanh của nhà Phật, cắt tháp cao nhiều chừng nào, sang trọng nhiều chừng nào, đẹp nhiều chừng nào thì khả năng tái sanh của vị sư đó lại khó chừng đó. Nó tác động ảnh hưởng đó. Mình thấy là con cháu đệ tử của mình là hiếu thảo với mình quá, hạnh phúc dữ lắm. Mà đam mê một cái gì là bị vướng bằng cái đó. Cho nên cái đó nó không loại trừ người tu. Thì cái quy luật tâm lý đâu ai biết được đâu, không loại trừ. Do đó tốt nhất là chúng ta đừng có làm. Và mình phải ý thức rõ ràng như vậy. Đừng có chưa chết gì mà đi đặt cái quyệt này. Cái quyệt này tôi phải đặt, đặt cọc 8.000 đô, 10.000 đô gì đó cũng được. Rồi vô chùa cái chỗ này, chỗ gần Phật Địa Tạng nè, để lò cốt tôi chỗ này. Thế như vậy là sao siêu nổi. Đừng có sợ, cứ sống thoải mái đi thì chết nhẹ nhàng. Lúc đó tái sanh đâu cứ tái sanh, chắc chắn là phải tái sanh về cảnh giới an lành thôi. Do đó nó là cái phương pháp gọi là hiến thân cho khoa học hay cho y học đó, là một nghệ thuật làm cho người ta thấy rất là rõ về cái con đường bố thí ba la mật của nhà Phật đó. Nó là một cái gì đó rất là gần gũi cho các nhu cầu khổ đau của cuộc đời. Và khi làm được điều đó thì chúng ta góp một cái phần rất là lớn để san sẻ những nỗi khổ niềm đau đó. Chúng tôi xin trả lời vắn tắt như vậy, và xin kính chúc quý vị được an lành hạnh phúc ở trong cuộc sống và an vui ở trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.